hai hai mầm gốc nhá, cả ở trong này nhé các bạn nhé. Mắt trong mình sôi dần, mình sôi ngược rồi. Mầm gốc. Còn đây là chậu tiên quang. Chậu thân này thì ở thân tơ nhá, thân được tầm khoảng 40 cm bạn nhá, kỳ năm nhất mà được 40 cm. Dòng tiên quang, dòng ám tiên quang này, dòng thân thủ rất phi phàm, rất là to bạn nhé. Đây mình cắt mình làm kỳ rồi, mình để tầm còn tầm khoảng 9-10 cm nhé. Để mình mua một khúc, thì ở đây mình mua là một triệu một khúc. Cây rất là nực luôn, vẫn còn đây mình mua, các bạn xem cuống hoa này. Đấy vẫn đâm bờ nhá, thì năm sau sau mình phun chắc là sẽ được thôi. Ok, còn một bông hoa nữa thì sang năm sau mình phun thử nhé. Cả ba cái pi này của mình lên ấy đều lên từ cuống hoa hết nhé, nên từ cuống hoa. À ba đây, pi này nhỏ cũng là từ cuống hoa nhé, cái hai cái pi này cũng từ cuống hoa nhé, mọc thêm một cái mầm gốc này nhé. Còn nó một cây to này thì không nhé các bạn nhé, làm hoa từ cuống nhé. Đây này, các bạn nhìn này, bạn nhìn mình để ngón tay này, tập sụ luôn này. Đấy thì cây này sang năm nay rất là nực luôn, rất là nực luôn. Đây này, mình cho các bạn xem này. Rất là mập bầu luôn. Chậu này thì mình ươm kia nhé, mình để thập cẩm nhé, cẩm. Mùa này thì các bạn cứ vẫn tưới nồng độ đạm được, thì là mấy cây kia thân tơ, thân hoa, thân kỳ năm nhất này các bạn cứ tưới đạm, nếu ăn nhiếc thì thân nó sẽ phình nha. Thì sang năm sau thì mầm gốc lên thì chắc là rất là nực luôn, rất là nực luôn. Tất cả các kỳ nhà mình giờ là phình thân hết rồi nhá. Đây con này, con ám ám của Gia Na nhá. Ám của Gia Na thì là mặt hoa nó thì là có năm ra ra năm cánh trắng, nhưng mà có năm thì nó lại hơi ém nhá. Thì nhưng mà cũng chỉ gọi là ém thôi, thì có năm nó ra ém, mặt hoa nó nở theo năm. Nó như dòng gái nhảy cũng thế đấy, thì mỗi năm nó ra một cái mặt hoa khác nhau, nó nhảy điên địa. Đây đây các bạn nhìn nào, nó rất là to luôn, một chậu vẫn đang đi ngọn nhá. Cây cây này của nhà mình nhá, nhìn này, năm nay có thể vượt đông thành công nhá, vẫn đang mở ngọn này các bạn nhìn này. Đấy, vẫn đang mở ngọn này. Rất là đẹp luôn. Đang mở ngọn. Còn đây là kia này mình mua thì năm đầu rồi, mình mua đợt đầu năm thì kia kích thì quá kém luôn, người ta kích về thì mình tưởng là chết đấy, nhưng mà anh nhận đợt đầu năm thì nên nó đắt mà. Bây giờ thì giá nó mềm rồi. Đấy. Mình mua nhá. Thì là này thì chắc là sang năm thì nó nên mầm gốc ra rễ, chưa ra rễ bạn nhá. Mình mua từ đợt tháng 5 mà trồng mãi nó chỉ như thế này thôi. Mình mua được 2 kỳ thì kỳ kích nên là mình cắt ra rồi. Các bạn nhìn rêu mọc xanh nha. Ươm kỳ. Còn đâu là ươm thì là tầm này người ta cắt thì là ra đầu đầu xuân thì các bạn ươm. Ra Tết quá, ra Tết tầm rằm rằm. Rằm tháng giêng thì các bạn ươm là ok luôn. Để mình mua thì mấy cái dòng này. Đây, con Minh Vũ đặc sản ở Hải Phòng luôn nhé bạn nhé, Minh Vũ nhé, Minh Vũ một thân rất là to nhé. Cây này trông biết thôi, trông mầm nó chỉ được 4-5 cm rồi, sang năm sau mầm gấp nếu mà chăm tốt thì cũng phải được kỳ năm hai rơi tầm khoảng 6-70 cm là chuyện thường nhá. Nhà vườn chăm rất nực luôn, kỳ vì là mầm gốc nó ổn định rồi bạn ạ. Thì sang năm nó bộ rễ ở dưới đấy thì sang năm nó phi tốc độ rất là nhanh nhá.
Đây nữa, chậu Việt nữa. Chậu này mình kích kích qua đầu ngọn này. Hàng này mặt hoa xổ số bạn nhá. Mặt hoa xổ số nhá. Mặt hoa xổ số. Chưa có. Ok này nè. Mình mua đợt đầu năm thì cũng chưa tin tưởng lắm này. Thì mình cứ trồng thôi. Vì là hầu như tất dòng ém, nhưng mà ém này thì trông thân thì nó không xanh sạch. Ém bật nhem nhuốc nhá. Hôm nay mình muốn mình nên giới thiệu cái kích kỳ thôi. Mình kích theo kiểu này. Bằng kích bằng cây duy đỏ nhá. Bạn nhá. Đây này. Đây vẫn còn nốt mình kích này. Đấy các bạn nhìn nhá. Dưới cuống hoa cách tầm bằng một ni ấy, là mình kích ấy, mình kích trước đợt vừa rồi là mình kích trước 45 ngày nhá. Thì bây giờ đã ra hoa nhá, đã ra vòi hoa nhá. Mình kích tầm khoảng một giò này mình kích tầm khoảng 4 5 cái thân già nhưng mà ra hết nhá. Thì mình mới kích kích thử thôi. Thì ra rất là ok nhá. Ừ. Sau 45 ngày các bạn chỉ việc khoan một cái lỗ ở dưới đây. Lỗ này, đây mình khoan này. Trong là các bạn khoan, các bạn dọ một giọt kia duy đỏ vào trong này nhá, để cho thấm nhá. Bạn cách nước tầm khoảng một tuần nhá, không không được tới nước một tuần đấy. Là ok nhá. Là mình làm thử lần đầu nhưng mà vòi hoa ra rất là ok nhá. Thì hôm nay mình quay thôi, còn giọt kiểu miền Trung này thì giọt kiểu này mình không làm, mình không kích. Đầu rồi mình cái làm nên là cũng bị tệ, không hiểu tại sao mà bị thối thối mất hai 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 thân này, hai thân tơ rất là to luôn. Ừ. Thế thôi mình xin kết thúc video đây nhá, xin cảm ơn các bạn nhá. Đầu tuần thì mình chuẩn bị làm thì mình muốn nói chuyện với các bạn tí, hai on nói chuyện tí nhá, mình làm nhá. Mình mới quay quay một tí. Mình lại quay cho cái cây trâu này nữa. Đấy, các bạn nhìn đi. Các bạn đoán thử xem cây trâu này có nở đúng vào Tết không? Đấy, cái đai trâu ấy. Bạn lá cũng rất là to nhá. Hoàng hơn 3 đầu ngón tay của mình nhá. Đấy. Em quay này. Đó. Ừ. Châu rễ cũng rất là to luôn. Đấy các bạn nhìn rễ chưa? Cái đất đi rất là khỏe, được khỏe. Thì rất là nực nhá. Hôm nay ở ngoại miền Bắc của mình thì ấm dần lên rồi nhá, ấm mà gió rồi, chuẩn bị tầm bằng 25 hoặc là sang đầu đầu Tết là các bạn có thể phun kích bầm gốc của phi điệp rồi nhá. Mình thì chắc là tầm bằng ra đầu đầu xuân mình xem thời tiết á, nếu cái nắng ấm này thì mình sẽ kích luôn ở trong Tết luôn, hai mấy Tết mình sẽ kích luôn, kể từ ngày 25 đến ngày 15 tháng 1 riêng ấy, tháng âm ấy, 25 âm đến tháng 1 nhé. Hiểu không? Các bạn kích cả đẹp nhất nhé. Cây của cây này ở nhà mình chắc là đi xuyên mùa đông. Cái này có thể vượt đông bạn nhé. Đấy. Nắng ấm này vẫn trong này vẫn đang đi ngọn nhé. Đấy. Ngọn mở đang cũng rất là mạnh nhé. Đấy. Đây mình sẽ quay cho bạn mấy con kỳ diễn diễn bé bé mập đây, thân tía tím này. Đấy. Em này mập 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 như lợn nhá,
Đấy. Đây. Nhiều lắm, mình mấy dòng này giờ mấy dòng kia năm nhất thì chỉ được tầm khoảng mười mấy sen thôi nha. Đấy các bạn nhìn đi, rất là nực luôn. Thân phình, bộ rễ cũng rất là sung rồi. Này thì sang năm thì mầm gốc lên là nực lắm. Đây các bạn nhìn nha. Đấy. Đây là con ám tinh quang rồi nhá. Đấy các bạn nhìn nha. Thì rất là nực luôn. Cho các bạn xem. Kỳ rất là lực. Rất là khỏe luôn. Ai cây trâu này đây. Trâu trâu nửa đây, trâu trâu Thái đây, nhưng mà hiện nay là mình từ lúc mình mua về là người ta ở năm ngoái là có ngồng rồi, nhưng mà mình đoán là chắc là chưa ngồng. Đầu năm mình mua con này này chắc phải sang năm nay mới chắc mới có hoa được. Hôm nào mình tiếc quá mình kích thử kiểu nhé, mình kích kiểu mỡ gà này, kiểu mỡ gà hoa vàng bạn nhé. Mình kích nhiều nhiều một tí thì ấy, thì ấy quá. Đây mình kích ít quá, đây cũng ra đang ra nụ rồi. Mình có kích có 3-4 cành thì ra nụ hết bạn nhé. Hoa này chắc là chậm chậm Tết rồi, mình kích muộn quá, chậm mặt bông. Thì đầu giờ sáng thì mình like một tí thôi nhá. Chúc các bạn đầu tuần gọi là vui vẻ, làm ăn thì suôn sẻ nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Các bác nhìn này. Nhà mình có một cây hồng nhá, một bụi hồng rất to nhá. Hồng để chơi Tết nhưng mà năm nay chắc là nở sớm rồi. Đấy, hoa đào đây. Đây, hoa đào nhà mình đây, báo hiệu cho Tết đấy nhá. Nào, đây cây hồng ấy, mình quay này. Đây mình quay toàn bộ cái cảnh cái hồng nhá. Đấy. Cái hồng đang rất là nụ, nhiều nụ luôn. Đấy các bạn nhìn nhá. Bụi hồng rất là to luôn. Đấy các bạn nhìn khớp chưa? Mình đã nợ rồi. Ông ấy nợ Tết nhưng mà năm nay chắc là nợ trước Tết các bạn. Đấy. Đấy, mình quay qua cây hồng nhá. Chậu này của mình đã thắt ngọn rồi, thắt ngọn rồi nhé. Chậu số số nhé.
cái kiều của mình ấy. Hoa này không biết có nở đúng tết không. Mình có cái trâu ở đây. Không biết có nội chuẩn không. Đây, nhà các bạn chuẩn bị Tết đâu rồi? Nhà mình đây. Các bạn đi nha. Cúc chọc vào chum nhé. Đây một khóm cúc nữa. Đấy. À, hoa Tết này, mình mua mình đã treo hết vào đi nhá. Đấy, các nhà các bạn ăn Tết đâu rồi? Đây. Chỗ này Tết là cắm rất đẹp các bạn nhé. Tết sẽ khói, nước sẽ chảy róc rách từ ở trên này và chảy xuống dưới này. Đây, nhà mình có mấy cây hồ điệp cũng đang ra hoa này. Hồ điệp Tết bạn nhé, đang ra hoa. Năm nay vì mùa ở đây để tự nhiên thì nó ra chậm nhá, như năm ngoái đúng vụ Tết bạn nhé. Đây, có được hai cây ra hoa bạn nhé. Đấy, hai cây thôi. Đây mình để rất là nhiều luôn này. Cây này cũng đang ra ngồng này các bạn nhìn nha, ngồng rất là to luôn. Các bạn nhìn nha, ngồng rất là to luôn. Nhưng mà ra đầu xuân bắt đầu mới nở bạn nhé, đầu xuân. Ở bên đây thì mình trồng, mình chơi thập cẩm đàn hồ điệp này. Đấy, đây đài trâu đấy, cậu cúc để trưng Tết bạn nhé, rất là đẹp luôn. Cúc Tết mình đi chơi nhiều lắm. Đây còn hồng nhé, bông hồng Tết nhé, mình có bông hồng để trưng Tết nhé. Đấy, cây hồng ra ra được mấy nụ. Nhưng chậu trâu, chậu đại trâu nhá, bên trên kia nhá mới có mấy chậu cũng đang ra hoa nhá, chậu đang đen rô nhà mình nhá. Nhưng mà tổng đen rô thì mùa này làm sao ấy, gặp gặp lạnh vào ấy mà có tí mưa xuống là hoa hỏng hết nhá. Nhà mình được mấy chậu nhưng mà hoa hầu như là rụng hết, cái dòng đen rô gắt cảnh các bạn. Đây các bạn nhìn mập chưa, cái em sau thì đảm bảo ra rất là nực luôn. Đây là ám tiên quang nhá, mặt hoa cũng là cũng tương đối. Mấy dòng này chơi thân lá rất là thích. Dòng này nó nếu mà các bạn nuôi mà to dài thì nó đạt phi rất là to, phi 18 đến 20 đấy. Mấy nó dài lắm, nó phải được tầm bằng như giò mẹ của nó được tầm mét 6 bạn nhá, mét 6 luôn, rất là dài luôn. Thì mình quay một tí rồi nhá. Quay lại cái nụ nụ kiều nhá. Đấy kiều này, ở trên đây có mấy nụ nữa. Năm nay mình kích ít quá, chắc là thôi để sang năm, mình để sang năm mình kích đi. Năm nay mình kích thử nghiệm nhá, kích có 3-4 mầm ấy nhưng mà ra hết nhá. Đấy, rất là ok luôn. Ôi, xin chào, hẹn gặp lại nhé. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ nhé. À, chuẩn bị đón một cái Tết an khang thịnh vượng nhé. Đấy.
con không nghịch vung. Đây, cây hồng rất rực rỡ nhá. Đây mình quay xa các bạn. Mẹ quét đây kêu đập vào cái cây kia con. Đang nở rồi. Đang hé cánh rồi. Tí con cất đi giờ. Hello các bạn nhé. À, cây hồng nhà mình nha. Năm nay trời nóng nên nở trước Tết. Quay này. Cần này. Đây là hồng nhung cổ ạ. Đấy các bạn nhìn nhá. Rất là phê nhá. Chỉ có chậm mấy ngày thôi. Đấy các bạn nhìn chưa. Hôm nay thì là chỉ tầm khoảng 2 ngày là tàn. 2 ngày tàn. Gặp nắng thì được 3 ngày. Cái mưa thì cũng chỉ nở hôm trước hôm sau là tàn nhá. Nhìn rất là thơm các bạn nhá. Rất là thơm các bạn nhé. Đây, mình quay em. Quay tầm này. Các bạn nhìn toàn cảnh cái hồng mình. Hồng cổ thụ luôn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa. Cây hồng rất là cổ thụ, rất là to nhé. Được trồng rất lâu năm. Năm nay tiếc năm ngoái thì đúng Tết, năm nay thì thời tiết ngoài miền Bắc nó lạnh mà nóng thất thường nhá. Nên là như đào ở mình thì cũng bị nợ rồi, cũng nở sớm rồi. Nhà vườn cũng thiệt hại rồi. Thì hồng nhà mình thì cũng bị nhá. Năm nay cũng cắt như năm ngoái, thời điểm năm ngoái nhưng mà đã nở sớm ở trước Tết. Đây là cây đai châu của mình ơi. Mình mang ra tắm nắng mới tắm sương này. Cây này thì là chắc là khéo nở đúng vì cũng đang hay hé rồi. Nếu ngày mai thời tiết ngoài Bắc nắng thì là cây này sẽ có một bông xoè các bạn nhá. Đấy, cây châu. Đây mình quay kỹ hoa nhé. Đây mình quay toàn cảnh đây. Các bạn nhìn cái khế nhà mình nha. Đây. Chín này. Đấy mình quay xem. Đây quả chín này các bạn. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn chưa. Rất là chiêu quả luôn nhá. Còn ở dưới này là cuội các bạn nhá. Đây. Cuội. Các bạn trồng dạng trồng ấy dòng cuội cũng được. Dòng cuội rất dễ trồng và dễ sống mà ra hoa đúng vào Tết luôn. Năm nào cũng ra hoa vào Tết luôn. Rất là đẹp bạn nhá. Đấy. Rất là đẹp bạn nhá. Các
Thôi mình xin kết thúc video đây nhé. Mình quay cảnh cận cái Tết đi thôi. Hello các bạn nhé. Ngày hôm nay mình quay video trực tiếp, phát trực tiếp này. Mình đang xử lý vỏ thông giải trên bề mặt của cây phong lan nhé. Lớp giải trên mặt ấy. Thì khi mình mua về đây, đây là vỏ thông ta bạn nhé. Vỏ thông ta thì là người ta bán như ở mình là mình mua 20.000 một cân. Nếu mà mua số lượng nhiều thì sẽ rẻ đi còn 150, còn tầm khoảng 15.000 một cân. Còn nó vỏ thông nhập khẩu của hàng New Zealand là 50.000 một cân nhé. Thì mình mua cái thông ta về đây, mình đun là mình xử lý nhé. Mình đun xong xong sẽ đun qua nước sôi. Đấy. Nếu mà nước có sôi mình đun sôi mình sục nhá. Xong thì là nếu mà đun sôi xong thì mình sẽ rửa sạch và sẽ ngâm nước vôi nhá. Ngâm nước vôi trong vòng 15 ngày là mình dùng được. Mình đun mình ngoáy ra đều đây, ngoáy ra đều đây cho đảm bảo nó được sẽ được sôi hết. Đây, đang sắp sôi bạn nhé. Thì cái vỏ thông này là mục đích là mình đun sôi để làm gì? Có nghĩa là mình đi đun sôi lên để khử các nấm bệnh hoặc là trứng ốc, trứng sên xiếc các tạp chất nhé, vi khuẩn nhé, các thứ nhé. Sau mình đun xong thì mình rửa sạch bằng nước sạch, rửa sạch cho các bạn ngâm một lần nước vôi loãng nữa nhé. Là các bạn xử lý qua những vi khuẩn nấm diệt trùng sẽ 15 ngày sau nhé, thì các bạn dòm được nhé. Nếu mà các bạn xử lý sạch sẽ như thế này thì là tất cả các dòng hàng nan gọi là dòng đột biến nhất thì mình vẫn trồng được nhé. Trồng được hết bằng cái giá thể này nhé. Chứ không phải là cần vỏ thông nhập đâu. Vỏ thông nhập về các bạn về xử lý rồi nhưng mà người ta xử lý hết rồi nhưng mà về mình vẫn phải, có nghĩa là vẫn phải rửa qua lại vì nó bẩn. Mình cũng không trồng được ngay. Nhưng là các bạn cứ mua thông mặt hàng này mình giải phủ bề mặt thì ok hết nhá, cũng không sao đâu, tiêu chuẩn là cũng tốt đấy. Mới do cách mình cho ăn phân chăm bón nữa, cái nào hợp lý nữa. Thì như này giá thành nó rất mềm, chỉ bằng 1/3 vỏ thông nhập thôi. Thông nhập thì 5.000 một cân này, bạn mua số lượng nhiều thì chỉ có 12-13.000 một cân thôi, rất là rẻ luôn, rẻ gấp hơn 4 lần nhá. Các bạn xử lý tốt thì trồng cũng rất an toàn, rất hiệu quả luôn, không không lo đấy. Đấy các bạn phải đun sôi như này đấy, đun sôi như mình này đấy. Đây vặn nhỏ như thế.
Đấy, các bạn đun sôi mà xử lý thật kỹ này cho mình à. Đun sôi này, đảm bảo độ sôi hết này. Đấy. Đấy, các bạn đun sôi sục cho mình nhé. Đấy, các bạn cứ đun sôi một sục trên bếp ga để cho mình để đảm bảo vi khuẩn nhất là được chết hết luôn. Rất hay. Đấy, mình quay cho các bạn ít rồi. Đây. Nút kéo mình xem. Đấy. Để có những cái giọ nan đẹp như này. Đấy. Đấy, mình nên khuyên các bạn nhé. Tôi xử lý hết nhé. Đây giỏ kiểu mình kích để Tết đây. Nhưng mà mình kích miền Bắc mình năm nay rét nhé. Là mình kích trước 45 ngày. Thì là qua Tết rồi vẫn chưa được. Ra hôm sau nếu mình sẽ kích kích sớm hơn. Đây là key của mình đây. Thắt ngọn rồi bạn nhé. Hàng xổ số đấy. Rất là mướt luôn. Dòng này đây. Mình quay cho mấy cái dòng chậu key tự nhiên của mình nhé. Key tự nhiên của mình đây cũng nên đang lên key nhé. Khi các bạn mà chăm sóc tốt đấy thì là các bạn cũng không phải phun kích mầm với cái đâu. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn. Các bạn nhìn nhá, hai mầm gốc của mình đã trồi lên rồi nhá. Đây là cách mình chăm sóc nhá, không phun thuốc kích một cái nào nhá. Hai mầm gốc trồi lên nhá, cái cây rất là mảnh khảnh, rất là bé đây. Lên trên thắt ngọn này, gốc rất là bé nhá, nhưng mà có hai mầm gốc các bạn nhìn nhá. Mình lấy nét điểm này. Hai mầm gốc lên nhá. Chứ không phải nhất thiết cứ phải phun cây, khi mà cây đã đủ lực thì nó tự bắn nhá. Các bạn nhìn nhá, đấy nó bắn hai mầm này. Nó thắt ngọn này, sang năm rồi. Các bạn nhìn nhá, một cái kia bé xíu rồi. Kia bé xíu luôn. Đấy. Đây ra một cái kia to này. Thắt ngọn kia này nó tự lên chứ mình không phun kích mầm gốc luôn nhá. Đấy, nó khi mà thắt ngọn cái cây này của mình nó bị sâu ngọn nên là sau nó lại bắn được ngọn lên một tí thắt ngọn và nó lại phi được hai cái mầm gốc này. Đấy, đang to khự béo mập này. Cái mầm gốc này nhá. Đấy, thì sang năm nó sẽ lên rất năm nay à. Sắp tới nó sẽ lên hai cái kia rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Nhà mình thì còn một chậu duy nhất đây. Mình quay cho các bạn này. Một chậu này đúng mình mua thì người ta bỏ dòng lá xếp dòng tiên quang bạn nhé. Ngọn đang đi rất là nực nhá. Đi được tầm khoảng 60 cm rồi. Và vẫn đang đi ngọn nhá. Đây mình quay cho bạn chậu đai châu rất là đẹp luôn. Đấy. Thì mình xin kết thúc video ở đây nhé. Thì mình chờ mình đi rửa sạch, mình xử lý rồi mình ngâm qua nước vôi nhé. Công đoạn này các bạn này. Các bạn xong rồi thì bạn rửa sạch, bạn ngâm qua nước vôi là ok nhá. Sau 15 ngày các bạn cứ ngâm là bạn trồng là bạn cứ vớt ra trồng luôn. Rất là ok luôn. Xin cảm ơn các bạn nhé, đã theo dõi video mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ nhé. Đây mình quay. Rồi đây trâu nhà mình. Bác Thuận mình bác cũng không cầm máy.
Ê, cây đa châu nhà mình ấy nở chuẩn chuẩn chỉ Tết bạn nhé, bây giờ vẫn còn nụ rồi. Các bạn nhìn nhá, đến mùng 10 vẫn còn mấy nụ nữa. Các bạn nào mà mới chơi ấy, thì là cứ mua cái dòng đa châu này là hay nhất này, về chơi Tết này nở xuống, nở sớm hay nở muộn thì là mình cũng được nhá. Hầu như hôm nay là nở sớm thì là đến Tết thì vẫn ok nhé, vì dòng đai trâu này hoa rất bền, nó được hơn 1 tháng cơ. Đây nhà mình này, nhà mình thì nở chuẩn luôn Tết nhé, chuẩn luôn Tết luôn, 30 bắt đầu nở, đúng 30 Tết rồi bắt đầu nở. Bây giờ hoa đây mình còn mấy chậu trâu nữa, chậu trâu này thì chắc sang năm mới được. Đây các bạn nhìn, khi các bạn để ý chăm tốt, chăm càng tốt thì cái lá của nó này nó sẽ dài hơn nó gốc này. Đấy, dài và to hơn nó gốc bạn nhé. Đây nữa. Sang sắp tới mình sẽ mua thêm ít trâu rừng về về ghép nữa. Mình mua ít trâu rừng về còn đây là bụi kiều mình nhá. Kiều này thì là kiều nỡ bước rồi. Nàng kiều nỡ bước rồi. Thì không có hoa chơi Tết này, nhưng mà ra đầu xuân có nhé bạn nhé, đang nở rồi nhé, kiều kiều mỡ gà nhé. Đó. Kiều nỡ bước, nàng kiều nỡ bước, cái này mình cũng kích bạn nhé, cái này mình kích, nhưng mà mình kích trong thời gian ở ngoài miền Bắc này thì là không không căn được, nếu ở trong ngoài miền Nam thì là kích cái tầm thời điểm đấy là nở, nhưng mà ngoài miền Bắc mình kích trước 50 ngày, nhưng mà nó vào đợt rét nên là nó cũng kìm lại, nó không nở này. Đây, mình quay đây là trầm nhá, nhưng mà trầm này là trầm min ma, dòng này rất to luôn. Đây mình còn có trầm Điện Biên này, nó đang thắt ngọn rồi, vì năm ngoái mình cứ trồng vất vả nó thối mất mấy thân rồi. Còn nó cây điệp của mình giờ cũng đang sưng mắt nhá. Đấy. Sưng tầm này rất hợp nhá. Đấy. À, phát triển rất là tốt nhá. Đấy. Mắt đang sưng hết là hé hết rồi. Mình có mấy chậu hé. Chậu này thì số số đây, mình để bắt hoa hôm nay đây. Mình bắt hoa. Bỏ sữa à, mình sẽ quay lại rất là đẹp luôn. Mặt hoa thái, hoa thái thì là rất nhiều loại nhé, sắc pháo hồng, cánh sen, đỏ, màu trắng. Còn ở hàng mình thì chỉ có màu bò. Quay cây hồng. Mình còn chậu này đây, các bạn nhìn xanh mướt mượt, cũng đang thắt ngọn rồi, đang thắt ngọn rồi. Kì ấy. Con này là hàng xổ số nhá, cái chậu này hàng thập cẩm xổ số của mình này. Mình trồng hết đây này. Bụi kiến kỳ vé đây. Đấy, hàng xổ số bạn nhé. Đấy, con này là ám mắt xước đang ra nhú rồi. Đang nhú rồi. Nhà mình có mấy chậu là đang ra hết rồi. Kia trắng tuyền này. Mấy nữa mình cho nân vào thôi. Giá thể 1 năm này thì mình trồng mình chưa thay nhá, thì có sang năm mình trồng.
Hôm nay mình quay chủ yếu là cái chậu đai châu cho các bạn xem. Trồng cái dòng đai châu này mình rất là thích và hoa đẹp mà chơi Tết. Nghinh xuân. Thôi mình xin kết thúc video đấy nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Hello, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay ở ngoài miền Bắc đang rét lạnh nhá. Thì cái bông kiều mà mình hãm Tết, đây mình quay cho các bạn. Đây mình hãm nở Tết đấy. Thì là bây giờ bắt đầu mới nở nhá. Đấy. Đây là kiều mỡ gà bạn nhá. Đấy. Đang vòi hoa này. Đây nữa này. Cây này nhà mình chăm hơi bị kém luôn, đây là hoa vòi hoa ra ngắn chứ không là vòi hoa ra dài nhá, thì thân nó mạnh nó yếu mà. Coi đây kiểu rồi đây kiểu đồng hồ giò này chơi Tết thì cũng rất là hay nhá. Sang năm thì mình sẽ kích sớm hơn, cái kia ở thời điểm sớm hơn thì nó sẽ nở sớm hơn nhé. Tại vì ở ngoài Bắc này kích thì nó cũng còn phụ thuộc theo thời tiết nữa, nó không như ở trong Nam. Trong Nam nắm ấm thì là ví dụ ở tầm 40 ngày thì cứ 40 ngày là được đến Tết nhé. Nhưng ngoài Bắc này có khi là kích 50 ngày chẳng hạn, nhưng mà gặp gió mùa Đông Bắc hay rét thì hoa sẽ cầm vào nhé, thì nó không không nở được đúng đúng thời vụ, đúng Tết mình kích ấy. Thì kích tại vì rất dễ, bạn cứ lấy cây duy đỏ ấy. Thì trước Tết như ngoài ở trong Nam thì trước Tết tầm 45 ngày thì bắt đầu ra kích thì hoa nở đúng Tết nhá. Ngoài Bắc là mình kích thì ở đây mình kích 45 ngày nhưng mà không không kịp Tết do miền Bắc mình rét nhá. Là đầu xuân hôm nay mùng 10 bắt đầu mới nở, thì kích sang năm mình sẽ kích sớm hơn tầm khoảng 55 ngày, 50 ngày, 55 ngày. Một bông kiều rất là đẹp luôn. Đây này, chậu kỳ năm nhất của mình đây, mình mới nâng gốc và cho vỏ thông vào, cho thêm vào. Vỏ thông vụn trên này mặt, hôm rồi mình quay mình xử lý vỏ thông ấy. Còn kia mình ươm đây chậu trâu của mình, trâu mình rất là đẹp luôn, nở từ Tết rồi. Trâu khoe sắc bạn nhé. Mình không một chậu này nhá, đấy các bạn nhìn nhá, một chậu giống phi điệp này nhá, vẫn đang đi ngọn nhá. Đi ngọn nhá, thân nù nhá bạn nhá, thân nù đốt ngắn lá nhựa nhá. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Châu nhá. Đây mình đấy, mình sẽ quay bông kiều này. Đấy, rất là đẹp bạn nhá. Tết mà có một cái giò này ra hoa rất là hợp lý luôn. Vì hoa kiều này, kiều mỡ gà nó hoa hoa màu vàng bạn ạ. Rất đẹp luôn. Kiều này mấy dòng thủy tiên này, với dòng hoàng nạp ấy, nó ra hoa rất là đẹp luôn, hoa màu vàng rất hợp cho ngày Tết nhé bạn nhé. Đấy, mình sẽ quay đây đúng cảnh hoa luôn. Bụi kiều này thì là mình trồng thì cho ít phân, kiều này thì ăn ít phân. Đấy các bạn nhìn nhá, đây là lá.
Đây đầu năm các bạn làm luyện kiếm, đầu năm mình tách được hai chậu kiếm mà một bụi ra được hai chậu đấy, như cái tách ra một thân một, nhưng mà mình thì thôi mình tách trồng cả hai thân thôi, hai thân đây thêm chậu nữa. Dòng kiếm thường bạn nhé, không phải dòng ba vấp gì đâu. Đây cây này đang xuống lá đây, cây này mình cũng nâng rễ mình phụ thêm đây để sang năm cho kỳ thứ hai mình chưa ấy nâng nhé, mấy hôm nữa thì bắt đầu mình bón nâng. Mình sẽ cho dòng nâng của Nhật với dòng bón mọc của Nhật, hai dòng của Nhật người ta cứ bảo là với phân trắng của Đài, nhưng mà thì trước thì của Đài đây không biết, nhưng mà mình mua cái phân bón lót mà màu trắng ấy, cái loại mà không xót rễ, cái loại là cũng của Nhật nhá, bao bì của Nhật, sản xuất ở Nhật luôn nhá, chứ không phải là người ta gọi là phân Đài ấy. Thì mình mua thì bao bì xuất xứ của Nhật nhá, phân bón lót phân đan chậm của Nhật hết nhá. Còn bây giờ nó ra thêm một cái phân mà các bạn nhìn nó màu tím đấy, thì nó là phân nó theo chỉ số ấy, nhưng mà mình thì vẫn dùng con phân của Nhật hết. Thời tiết này miền Bắc mình giờ đang trở lạnh nhé, có mùa nhé, thì cây một số hai cây cũng đang lên mầm này, đang nhú, nhưng mà vào cái mùa này miền Bắc mình vẫn rét thì hơi bị kém, làm chậm tiến độ phát triển của cây. Đây. Chậu này mình đang ngâm vôi, có những cái con diệp dẹp mình ngâm nước vôi để khử đi. Quay lại cái bông kiều mặt này. Kiều rất đẹp luôn nhá, rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Mầm gốc đang nhú nhá, nhưng mà ngoài Bắc gặp lạnh thì bây giờ đang kém nhá. Mầm gốc của mình là tự nhú đang hết rồi, năm nay là nhú ở thời điểm đầu 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 xuân luôn, rất đẹp. Nhà mình thì là có cây nhú hai mầm nữa. Khi nào các bạn chăm tốt thì nó sẽ tự tự khác, nó sẽ nhú hai mầm nhé. Đây ví dụ như điển hình của cây này của mình nhé, đấy các bạn nhìn ở đây mình quay gần này, đấy cây rất là mạnh khảnh bé nhá, nhưng mà đấy bên trên nó phình thân nhá, bộ rễ nó phát triển mạnh thì nó sẽ tự khắc nhú hai mầm luôn, không phải phun kích kiếp gì đâu, mình không phun kích đâu. Nhú. Còn nó cây này của mình thì bị sên nhưng nó ăn mất rồi, thì bây giờ nó cũng nhú ra đây đấy, thì nhưng mà gặp thời tiết lạnh lạnh này thì là nó phân hóa mầm nó hơi bị kém bạn nhé. Hơi bị kém một tí. Hơi bị kém. Rồi mình xin kết thúc video đấy nhé. Xin chào, hẹn gặp lại nhé, các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình có giò đai trâu là Tết nên là mình quay cho các bạn cùng ngắm nhé. Mình để nốt hôm nay mình sẽ cắt hoa để dưỡng cây bạn nhé, cắt hoa thôi, chơi Tết thôi, dưỡng cây cho cây thôi.
nó sang năm nó sẽ phát triển tốt hơn. Một chậu châu Thái bông hoa ra rất là căng luôn đấy các bạn nhìn này. Sáng nay mình mới mua thêm một chậu châu nữa, đây một chậu châu này thì chắc phải sang năm rồi nhá. Đây các bạn nhìn này, khi nào mà ta chăm sóc cứ cắt lá càng trên càng dài ra thì là cây nó phát triển nực nhá. Ừ. Rất là nực luôn, cây nó phát triển rất nực, thì bộ rễ rễ châu thì rất khỏe các bạn nhé. Năm nay là mưa cũng ấy, năm nay là cái cây rễ châu nhà mình cũng bị hỏng đây mấy cái kia này, đây kia này là kia hồng nhá, hồng mắt xước ngon tí tí này nữa, là này là hồng Tây Bắc nhá, hồng Tây Bắc bạn nhé. Còn đây mình quay bạn một chậu này, chậu phi điệp nhà mình nhé. Đấy, thân nổ nhá, ở ngoài ngọn lá đi rất là mạnh luôn các bạn nhìn nhá. Đến bây giờ hiện tại giờ sang xuân thì vẫn đang ngọn vẫn đang đi nhá, mình không biết là có đi hết cái này không, thì ngọn đang có dấu hiệu thắt ngọn rồi nhưng mà nực đi vẫn mạnh luôn. Kỳ nhà mình, vườn nhà mình đa số là kỳ thôi. Trời. Nhờ cây Phú Thọ nhà mình nhá. Cây Phú Thọ nhà mình. Đây là cái ám mắt trâu nương xanh, hứa hẹn sang năm nay sẽ một được một bụi to nhé bạn nhé, thì dễ rồi bạn nhìn này, dễ phát triển này, rất là nực xanh đi lên trên. Còn đây là cái ám ám hòa bình. Mình sẽ quay cho các bạn xem cây minh vũ của mình nhé. Đấy. Cây minh vũ dễ đi rất là khỏe nhá. Cây minh vũ này, này. Lạnh rồi. Ngoài miền Bắc mình bây giờ giá rét rồi nhá. Định thắt ngọn hết rồi. Mấy cây tím nhá. Tím tím biên tử. Kia. Nhớ. Mình quay đây, mình quay ít hoa, cắm mít hoa nhé bạn nhé. Đấy, mình quay góc này nhìn rất nhiều hoa luôn. Các bạn nào mà chơi thì mua ít vũ nữ về chơi cũng được, mua nhiều loại vũ nữ nó ra hoa trông nhỏ nhỏ nhưng mà trông rất là đẹp bạn ạ, nổi lắm, nhiều loại lắm, thế nên rất là nhiều nhá, và rất dễ trồng nhá. Đây đập rồi mình mới tách ra này. Đây. Tách ra có hoa nhé, nhưng mà mình cắt đi rồi, mình tách ra mấy rộ nhiều lắm. Như là thiên nga đen mình mua từ
được 4-5 tháng nay rồi. Mua đợt về nó bé xíu nhưng mà giờ nó to. Ngoài Bắc bây giờ đợt này là đang vào đợt không khí lạnh nhá, rất là rét nhá, sáng đã rét lắm. Thôi mình quay một tí thôi, nhưng mà chắc là mọi người thứ hai đi làm hết rồi, nên mình xin kết thúc video ở đây nhá. Kết thúc video ở đây. Thì Việt Nam đã được vào bán kết rồi bạn nhé. Tuy dẫn trước hai bàn nhưng mà Việt Nam mình đã chứng tỏ được khả năng của mình nhé, đã gỡ hòa nhé. Nên mình quay mình sẽ live stream nói chuyện với các bạn. Nếu mà hôm nay mình sẽ bán một vài số chậu nan nhé, mình sẽ quay cho các bạn nhé. Đây này, mình đây một cây Phú Thọ của mình nhá, cây Phú Thọ này, cây này nếu mà ai con lấy mình sẽ bỏ hành mặt hoa các bạn nhá, thì mặt hoa nở chính trụ vườn nhà anh Trường ấy, nên là mình bảo hành mặt hoa nhá. Chậu này là được 10 sen, mình sẽ 10 sen nhưng mà mình sẽ không bán nó sen nhé, mình bán theo cái tuy lực của cây này rất là khỏe nha, mầm gốc đã sưng rồi. Cây này mình sẽ bán là 8 triệu, ai mua thì inbox lại cho mình nhé, giá cây này 8 triệu nhé. Và một cái đây 5 cánh trắng Bắc Ninh, cái này mình bán 1,5 triệu nha các bạn nhé, nếu mà ai lấy thì mình bán cho 1,5 triệu một cái này. Đây, đã thắt ngọn và rất là mập nhé. Đây còn chậu ám nữa, ám dòng tiên quang thân thủ nhé, chậu này mình không bán, sang năm mình bán, sang năm thì mình làm cây từ 1 chậu thôi. Còn đâu ai mà thích mua kỳ Minh Vũ à, Minh Vũ 1 nhá, được kỳ Minh Vũ 1 nhá, kỳ này đã thắt ngọn rồi, thân phình rất mập, bộ rễ rất phát triển rất đều. Kỳ này nếu mà ai mua mình bán cho 3,5 triệu nhá, 3,5 triệu kỳ này. Bảo hành mặt hoa luôn nhá. Đây còn kia này, kia thân lá hàng tiên quang bạn nhá. Nếu mà ai mà mua kia này trong ngày hôm nay thuần chậu rồi, mình bán cả chậu này là 400.000, 400.000 chỉ có giá ngày hôm nay bạn nhé, giá ngày hôm nay thôi 400.000. Cây thân thủ dòng tiên quang này được tầm bằng 20 sen rồi nhá, đã sưng hai hai mầm gốc rồi nhá, rất là nực luôn, dòng thân thủ phi 21 bạn nhá. Dòng phi 21 nhá. Chỉ có giá ngày hôm nay thôi. Thì hôm nay gọi là Việt Nam được vào bán kết thì mình nghe bán cái giá hữu nghị ấy nhá. Gọi là ăn mừng Việt Nam chiến thắng nhá. Đây còn kia này, kia mình phải quay kia Phú Thọ nhá. Ai mà có mua thì mình bán với giá 8 triệu nhá, 8 triệu một cây này nhá, rất là nực luôn nhá,
mầm gốc đã sưng ở đây, mình sẽ quay sát cho các bạn. Mầm gốc đã sưng rồi nhá. Bảo hành theo mọi yêu cầu của các bạn nhé. Hoa đã nở tại giò mẹ. Ở đây có một hai cây trâu này, nếu mà ai mua mình cũng bán nốt này. Mai mình bán này. Cây đai trâu thuần chậu nhá. Mình sẽ bán với giá khuyến mại luôn. Cây trâu này mình bán combo 3 3 cây. 3 cây thuần chậu. 3 cây. Còn chậu ấy nhá, châu Thái nhá. Còn một cây châu châu rừng mình nhá. Đây, bản lá rất là to, rất dài. Cây khỏe và có một ngọc nụ tết tết nhá. Chắc chắn sẽ được tết nhá. Thì chậu này mình bán là 500. Nếu ai mua thì xin liên hệ ebook cho mình nhé, 500 chậu này nhé, chỉ có giá hôm nay thôi. Cây rất là to, bản lá rất là to. Thôi mình xin kết thúc video đây nhé. Nếu mà có ai mua thì liên hệ với mình nhé. Xin chào các bạn. Mình muốn quay livestream một tí nhá. Các bác xem nan nhá. Thì nan mình cũng cắt đi rồi. Mình cắt hết là cái giò ám tiên quang này. Đây mình cũng cắt thân để nằm kia rồi nhá bạn nhá. Mình cắt cắt thân nằm kia đây. Mình còn để lại tầm ở gần 10 cm để nuôi mầm gốc nhá, để mầm gốc cho sang năm để lấy chất dinh dưỡng nuôi mầm gốc nhá. Rồi mình cắt nhá. Đây. Cây nhà mình thì thắt ngọn hết rồi, hầu như thắt ngọn hết rồi. Đấy. Thì cứ nắng như này trời bắt đầu có nắng thì cứ tầm khoảng 8 giờ các bạn tưới nhá. Muộn tầm khoảng 8 giờ, hơn 8 giờ các bạn tưới là được nhá. Là ok nhá, có nắng này nhá. Thì tưới ấm nhá, dễ nan nó sẽ dần dần ấm lên, nó hút các chất dinh dưỡng và nước nhá. Chứ các bạn đừng nên tưới sớm, mà tưới sớm lạnh. Nếu mà thời điểm ngoài ở ngoài miền Bắc ấy thì như mà tầm thời điểm rét này ấy, thì nếu mà tưới thích hợp nhất thì tầm khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi nhá, thì lúc ấy nắng nó nắng nó to và ấm rồi nhá, thì các đầu rễ nan thì nó sẽ gọi là nở ra riết ấy, thì thời tiết ấy, thì nó hút chất dinh dưỡng được nhá. Chứ tưới lạnh quá như buổi sáng nào nó kém rễ nhá, thì thời tiết vẫn lạnh nhá, rễ nó vẫn lạnh vì qua qua một đêm ấy, qua một đêm ấy rễ nó một bộ rễ nó lạnh nhá, thì mình tưới lạnh nữa sẽ co cụp, sẽ hỏng mất cái đầu đầu rễ xanh của mình ấy. Thì nó sẽ không hút được cái chất dinh dưỡng đâu. Trong vườn nhà mình thì còn có mỗi hai giò đang vẫn còn đang đua ngọn nhá. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy, vẫn đang đua ngọn nhá. Đấy. Vẫn đua ngọn đấy, mình quay. Đấy. Vẫn đang rất là đua ngọn, rất là nực nhá. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy. Còn đây trời thì mà cũng sắp sửa là đón Tết Dương lịch rồi và đón cả Tết âm nữa, thì hôm nay Tết sẽ sớm hơn đây. Những cành hoa vũ nữ này thì là đấy các bạn nhìn nha, những cái cành hoa này sẽ đủ sẽ kịp thời gian để mình chơi Tết nhá. Đây, cành hoa này. Cành hoa này thì chắc đến Tết thì tràn tàn mà. Tiếc là cây này thì hiện tại thì chưa đâm được cái ngọc hoa nữa. Nó ra rất là nhiều. Bây giờ thì mình chưa thấy một cái ngọc hoa nào phát triển để Tết à. Như mấy cây này thì mình vẫn còn cây thì vẫn còn ngọc hoa ở chơi Tết nữa. Cái ngọc này thì tàn.
hai gồng này thì rất ok nhé, gồng này nữa ok nhé, thì đến Tết là vừa vừa đẹp nhé bạn nhé. Thì các bạn cứ trồng những cái dòng phụ nữ với hồ điệp ấy, thì là trồng để tự nhiên, thì như vườn nhà mình mấy bên kia là có mấy gồng hoa để chơi Tết rồi, mình đi mình quay cho các bạn xem nhé. Quay lên đây đó, bên đây mình cũng treo, bên đây mình cũng treo một ít nhé. Đây các bạn này, đây mình cho xem này, đấy, đây là chậu hồ điệp mình nhá, chậu này thì là đến Tết thì quá đẹp luôn nhá, nở nhá, quá ok luôn, hai vòi hoa, vòi này thì đến Tết quá chuẩn luôn, đấy, còn hai gồng này thì mình cũng cũng chưa, biết có kịp Tết không? Vì bây giờ vẫn chưa ra nụ, thì mình có một chậu ấy, năm ngoái thì rất là nhiều giò nhá, hôm nay thì hơi bị kém một tí. Mày cứ vẫn phun nước giờ tầm ấy đi. Hôm nay cũng phun tầm đấy, mẹ cũng phun hai ngày đây. Kệ giỏi để con về tưới. Đây những cái chậu này dòng Cattleya bạn nhé, rất ok nhé, mầm đang lên nhé, đấy rất là ok Cattleya. Thôi thì mình xin quay toàn bộ cảnh một lúc nhé, để mình đi làm đây. Đây mình đi làm rồi thì ở nhà thì mẹ mình tưới nhá, không thì các bạn lắp cái hệ thống vòi phun tự động hẹn giờ đấy, lắp một thêm cái hẹn giờ ấy mất thêm có mấy trăm nghìn nữa thôi, thì các bạn hẹn hẹn giờ tưới, hẹn hẹn giờ tưới và hẹn giờ tắt nhá, cũng rất ok nhá, tiện lợi cho các bạn đi làm nhá. Thì thôi mình xin cảm ơn các bạn nhé, mình kết thúc video ở đây nhé, mình làm đây. Hôm nay đầu tuần nên là mình chuẩn bị làm rồi, nên là mình muốn like một tí nhá. Đấy các bạn nhìn nhá, trên thì mình trồng lan, dưới thì mình làm một bể cá này nhá, thả những con cá vàng này trông rất là hay luôn. Đây là bèo, đây là sen nhá, sen thì mùa này đang bị nụ rồi. Đây trâu của mình đây, trâu này không biết có kịp Tết không ơi, mình sợ nở muộn hơn đây trâu các bạn nhá, nó ra một nụ, còn mấy con trâu Thái này chưa ra. Đây là vậy rồng. Cái điệp là mình đây đang thắt ngọn rồi, thắt ngọn hết rồi. Đây các bạn nhìn thân nha, mọi ra là chăm là tưới nước các bạn nhé, mùa này các bạn vẫn bù ẩm nhé, nếu mà các bạn không để cho ra hoa các bạn vẫn tưới nước bình thường nhé. Đấy. Đây là chậu ém tiên quang của mình nhé, chậu này thì mình cắt ra mình làm kia rồi, cắt ra mình để một để này để một khúc này mình nuôi ấy thôi, để sang năm phát triển mầm gốc. Đây là cây phú thọ của mình này các vị nha, phú thọ nhé, trong thân thì cháu cũng nem nhem nem nhem, nhưng mà chọn mặt hoa luôn nhá, mặt cắt luôn tại giò mẹ đang hoa nhá.
thì phình thân hết rồi. Đây là Ừ. cái ém ém khói Bắc Ninh, hay thường gọi là năm canh trắng Bắc Ninh vậy nhé. Quái Áo này nào đặt tiếp cho nhiều vô phòi tơ thơm cơm. Làm ăn thấp khác. Kinh gì, anh có đến nó mặc đâu, đến toàn cởi ra. Đây các bạn này, nhà mình trong vườn mình thì có còn hai chậu duy nhất là vẫn đang vươn ngọn luôn nhé. Cái này mình quay cho các bạn này. Vẫn đang đi ngọn nhé, bạn nhìn đi ngọn rất là khỏe luôn này. Đấy thì rất là nực nhá, có vẻ kheo là cây này của mình ấy vượt đông bạn nhá, vượt vượt đông nên một chậu nữa, dòng thân thủ, dòng thân nù, của Tiên Quang nhá. Đây mình quay cho các bạn xem này. Đấy chậu này kheo cũng vượt đông bạn nhá. Đây hai ngọn này vẫn đang phát triển rất là nực, là mạnh này. Đấy rất là nực luôn. Chậu này thì cũng có một thân thì mình cắt ra nhá. Đây mình cắt ra mình làm kia nhá. Đấy thân nhờ, các bạn nhìn nha, về chưa. Lá vẫn xếp nhá, ngọn nực vẫn đang đi phát triển rất là mạnh nhá. Đây các bạn nhìn nha. Con này thì nù giật rồi nhé, béo mập nước nhé, căng tròn. Đấy nữa, con này nữa. Nó dòng này là dòng phi 21. Phi 21. Đây là con dĩnh, dĩnh. Đây. Đây là kỳ dĩnh. Chăm cây này rất là vất vả. Cũng đang ra rễ rồi bạn ạ. Rễ cây này thì chăm để mọc gốc sang năm thôi. Những cái kỳ như này nhá, bạn mua từ bây giờ nhá, trông như này thôi nhưng mà sang năm nó được bộ rễ khỏe rồi, mà gốc con đây nó phát triển rất là mực nhá. Nó cũng chỉ được tầm ở 4 cm thôi, nhưng mà sang năm mầm gốc à, con đây là phát triển rất nực nhá, vì bộ rễ nó rất ổn định rồi nhá. À, kỳ sang năm gọi là mầm gốc, mà nhiều người thì gọi là kỳ năm hai. Đây là mầm gốc rồi. Thôi đầu tuần thì mình phát một tí nữa nhá. Xin cảm ơn các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn nhá. Thì trưa nay mình live stream một tí nhá, xong đám mình mới ở nhà. Thôi giờ mình đi làm ấy, bận lắm, thấy làm suốt rồi. Nay mới có thời gian mình live stream. Mình có thời gian mình like nhé. Đây cái ám này, bạn nhìn nha, mập sụ luôn, nhìn đốt tay mình.
Mập rất là mập luôn, mập sụ luôn nhá. Đây là cái ém tiên quang bạn nhá. Cây này thì mình cắt thân rồi, thân này mình đã cắt mình làm kia nhá. Còn mình để được tầm gần chục sen lại để nuôi mầm mầm gốc, để phát triển mầm gốc. Đúng. Còn đây chậu ám khói Bắc Ninh nhá, các bạn nhìn nhá, thân cũng mập sụ nhá. Nếu mà bạn nào mà mình bảo hành mặt hoa luôn nhá, em mắc lên chỗ này thì mình bán 1,5 triệu nhá, chắc cũng phải được tầm hơn chục sen rồi, mình không đo chắc cũng được tầm đấy rồi. Thân nó rất là mập luôn, cây em mắc lên này rất là khỏe bạn nhá, sang năm sau mầm gốc nên là được lắm. Đây đấy các bạn nhìn nhá, đều thắt ngọn và kia rất là mập nhá. Ừ. Đấy các bạn này, mập sụ luôn. Đấy, mình quay cái giò này cũng nhà mình vẫn đua ngọn. Ừ. Các bạn nhìn nhá, cây này chắc là vượt đông bạn nhá, vượt đông nhá, vẫn đang đi ngọn bình thường nhá. Đây mình đang ươm mấy chậu đấy ná mít nhá, thấy cây thân thụ đây mốt hàng tiên quang. Hàng tiên quang nhá, cái này là kỳ năm nhất bạn nhá, kỳ năm nhất. Khi năm nhất được tầm 20 sen. Sang năm thì chắc là sẽ rất là to luôn. Cây rất là nực. Còn đây là cái ém của Gia 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 Lai bạn nhé. Ém. Ừ. Các bạn nhìn nha. Sọc kẻ rất rõ luôn. Ém Gia Lai nhé. Mắt xước, mối tuyết. Mặt hoa cũng rất là bay, rất là đẹp luôn. Đây là cây mắt trâu lưng xanh, kỳ năm nhất bạn nhé, kỳ năm nhất. Ừ, cũng thắt ngọn rồi, thân phình. Đây. Đây là cây minh vũ bạn nhé, mình mua cũng lâu lâu rồi, mình mua đợt đấy đắt, nó bây giờ thì giá không biết, giờ giá chắc mềm hơn. Đợt đấy mình mua cái này là 3 triệu, 3 triệu kia, là 4 sen nhé, mình mua đã thắt ngọn này, nhưng mà rất là nực luôn. Ừ. Khoe các bạn nhé, phình thân rất nực luôn nhé, kia mình mua 3 triệu nhé. Minh Vũ nhá, dòng thân thủ lắm. Đây còn nó con này còn ém, ém vùng Hòa Bình. Đấy các bạn nhìn nha, sọc kẽ ngắn này. Xinh muốt luôn. Đúng. Mới một cái kia nhỏ ấy nữa, cũng là dòng ém nhá. Cây này thôi, sang năm mình nên làm gốc rất nực nhá, vì giờ nó đã có rễ rồi nhá. Đây mắt đã sưng này, mấy mắt đã sưng hết này, sang năm mình rất là to. Mùa rét này thì các bạn thì những cái mùa này thì như ngoài Bắc ấy, thì cứ ngày bạn tưới nước có thì bạn tưới 2 lần được. Nhưng mùa rét như trời này hôm nay không có nắng thì các bạn không nên tưới nữa. Còn nó là bình thường nếu mà nó rét mà hứng nắng thì ai mà không có thời gian thì cứ tưới tầm tầm 7 giờ sáng, còn nó là chiều thì các bạn tưới tầm khoảng 3 4 giờ chiều nhé. Còn nó nếu mà thời gian tốt nhất để tưới cây ấy, thì các bạn tưới vào tầm khoảng 9 giờ là tốt nhất nhé, vì 9 giờ ánh sáng nó lên rồi nhé, thì ánh nắng nó chiếu vào như cây ấy,
thì mình tưới bộ rễ nó lúc này đã ấm rồi thì mình tưới thoải mái nhá, nó hấp thu chất dinh dưỡng rất là tốt luôn. Thì các bạn tưới tầm đấy nhá. Đây cũng là cây ém nhá, ém vùng Hòa Bình nhá. Bạn nhìn nhá, to chưa, phình hết thân rồi. Đây mình cho các bạn xem chỗ này còn phình nữa đấy, bạn nhìn nhá, thân phình nhá. Đấy, chỗ này là ém, ém cổ Văn Giang bạn nhé. Dòng này có hai loại, một loại thân xanh, một loại thân thân nó màu khác, ngà ngà vàng. Đây cây nhà mình có cây trâu đang ra hoa, đang ra nụ. Nụ của cây trâu không biết có kịp Tết không. Đây nụ cây trâu nhá. Lại này là trâu 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 rừng bạn nhé. Bạn lá rất là to luôn. Một cái lá nó tầm 30 cm luôn, hơn một gang tay mình. Đây là chậu kiểu, kiểu các bạn nhìn bộ rễ tầm mà tô tủa luôn nhé, rất là khỏe nhé. Đây rễ kiểu đây. Bạn nhìn dễ chưa, dễ đâm mà nhỉ, tua tủa nhá. Cái này mình tưới bằng GE chuối nhá, chuối ngâm ấy, một chai GE. Để mình quay cho các bạn. Đây mình tưới bằng này GE chuối nhá. Thì ở trên trang của Nguyễn Quốc Tư hay dạy làm GE gừng với GE chuối, tưới cũng rất rất hiệu quả luôn nhá. Đây nhá, mình làm để ứng lâu nhé, để lâu nhé. Đây mới có mình có chậu ấy không, rồi rồi mình cầm vào đây. Đây có chậu này mình cầm vào đây nhé, chậu Minh Vũ đấy. Nếu mà ai mà muốn sưu tầm mặt hoa Minh Vũ mà chưa có, mình sưu tầm mình bán lại nhá. Cây này mình lấy của anh Trường nhá, có mặt hoa hoa sổ sinh chủ ấy nhá. Cây này thì mình bán với giá cũng bằng cái kia, thì mình bán 3 triệu nhá, 3 triệu. Cây rất là nực, rất là khỏe nhá, các bạn nhìn nhá, thân phình rất là khỏe nhá. Đây một chậu Phú Thọ này, chậu Phú Thọ, chậu Phú Thọ đã sưng hai mầm gốc rồi nhá, được tầm 10 cm nhé, 10 cm. Xin cảm ơn nhé, mình kết thúc video đây nhé. Thì hôm nay thì mình nên thì là mình có một chậu năm anh trắng Phú Thọ nhá, mình sẽ bán, nếu mà bạn nào có nhu cầu mua mình sẽ bán chậu này, mình sẽ chia sẻ bớt đi nhá. Là mình còn có mấy chậu thọ, chậu này là các bạn xem mình qua mắt đã sưng nhá. Đấy, trong kia nó rất nực nhá. Đấy, mầm rất là nực các bạn nhé. Chậu này sang năm thì là được hai mầm gốc, ok rồi nhé. Cả hai mắt đều sưng rồi nhé. Mắt mắt ở dưới này cũng sưng.
Mình zoom tối quá. Ừ. Cúc đã sưng rất là to nhá. À, mình sẽ bán một chậu một cây này nhá. Đấy. Cây Minh Vũ 1 nhá. Mình sẽ bán cây này nhá. Cây này mình bán cái này mình bán 2 triệu ấy. Bán trong ngày hôm nay nhá. Ai mua mình sẽ bán đâu. Cái này rất là mập nhá, rụt rịt nhá. Đã phình thân nhá. Khi này sang năm lên mầm thì rất là khỏe nhá. Minh Vũ là một dòng đặc sản ở Hải Phòng nhá. Thân Minh Vũ nhá. Minh Vũ rất là to nhá. Thì một con ám khói cũng phình thân này. Nhà mình vẫn còn một hai chậu nữa vẫn đang đi ngọn nhá. Ừ, các bạn nhìn chưa? Mình cho đệ nối này, mầm cây đệ nối các bạn nhìn này. Ừ. Rất là đẹp. Đây là cây thân thụ vẫn nhá. Phi mình sẽ quay lại. Sẽ quay lại chậu Phú Thọ cho các bạn nhé. Ai mua thì xin inbox cho mình nhé. Ừ. Với chậu mà Minh Vũ nữa. Ai mua thì inbox cho mình. Còn không? Mình có một cây Minh Vũ này nữa. Mình bán ai mua thì mình bán 3 triệu cây này. Thân rất là khỏe luôn, rất là mập mà luôn. Thân đã phình nhá, rất là khỏe luôn nhá. Minh Vũ là một dòng thân là minh trắng, thân rất là to, thân thế rất là phi phàm nhá, rất là đẹp luôn. Vừa chơi thân lá vừa mặt hoa. Quả là một dòng đáng sưu tầm nhé bạn nhé. Minh Vũ. Ừ. Chậu này mình bán 3 triệu nhá. Thì có anh em nào muốn mua thì ebook cho mình nhé. Ừ. Ừ, các bạn nhìn nha. Tầm này phi điệp nhà mình vẫn đang đi ngọn nhá. Đi ngọn mạnh luôn đấy, các bạn nhìn nha. Vẫn đang vươn mọn rất là mạnh. Cái mùa đông như hiện tại như thời điểm này thì các bạn vẫn tưới nước được nhá. Thì bạn tưới vào cái buổi tầm khoảng 9 10 giờ đấy. Bạn tưới một lần được, tưới đẫm ở tầm đấy. Chứ còn nó là tầm chiều này thì là nó khô quá thì bạn tưới, còn nó không thì thôi nhá, không 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 nên tưới buổi chiều nhé. Thì buổi chiều là nhiệt độ nó xuống các bạn nhé, nhiều ngoài Bắc là nhiệt độ nó xuống mà, thì các bạn mà tưới thì là tưới bộ rễ nó sẽ ướt đẫm và tối nó gặp lạnh xuống sương xuống thì rễ sẽ kém nhé, các đầu rễ sẽ bị chùn họng nhé, các bạn lưu lưu ý nhé. Thôi mình xin kết thúc ở video đây nhá. Nếu mà có ai mua thì xin liên hệ với mình nhá. Xin chào các bạn. Chào các bạn nhá. Hôm nay mình được nghỉ ấy.
vị nễ đấy thì mình quay. Tiếp theo một cây đai châu nhà mình nhá, mình hôm nay trồng mấy cây đai châu Thái nhưng mà hôm nay đều không có hoa. Như dòng rừng này thì nhà mình trồng thì có hoa hết rồi nhưng mà Thái như này thì chưa không có hoa. Đây các bạn, hồng hoa này, hồng hoa này là chuẩn Tết đấy bạn, chuẩn Tết đấy. Miền Bắc năm nay là rét nhưng mà đợt này rét thì cũng cũng không lạnh lắm nhá, không rét bằng cái cơn rét đầu mùa bạn nhé. Ừ. Đây, quay lại cái cây cát bông đỏ rất đẹp luôn. Đây là cây ám tiên quang mình đã cắt mất mủ rồi, kỳ năm nhất bạn nhé, được tầm 40 cm mình cắt mất mất mủ nhé. Mình để lại trừ lại tầm khoảng gần chục sen để nuôi mầm gốc nhé. Đây mới 2 kỳ nữa, kỳ này để nối bạn này. Cứ để nối như này là ok bạn nhé, không 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 lo đâu. Đấy sang năm thì mầm đây nên rất là lực nhé. Đây là dĩn này, các bạn nhìn nhá, để nối này. Đấy, hai mập rất là mập nhá, năm rất là khỏe bạn nhá. Đấy quay cho các bạn này. Đấy quay gần cho các bạn nhá. Ừ. Cây này sang năm rất nực nhá. Đây là nhà mình này, nó đoạn này nó bị đấy, ngọn nó hỏng vì sao mình tưởng nó hỏng ấy, nhưng mà nó lại phi lên rất là khỏe luôn. Đấy, mấy cây này trông nhìn rất là thích mắt luôn. Mình quay cây này dòng mặt hoa xổ số bạn này. Đấy, mặt hoa xổ số nhá, còn nó nhà mình vẫn còn cái này vẫn đang đi ngọn này. Đấy đi ngọn rất là khỏe nhá. Đấy, cây này không có thể vượt đông thành công bạn ạ, có thể đi ngọn qua mùa đông. Đấy, cái nó cũng mở mở ngọn này, các bạn nhìn mở ngọn rất là to nhé. Còn kỳ này, cái dòng này là dòng ám Sana nhé. Cái này thì là mặt hoa thì mình mua gọi mặt hoa ám thôi, chứ đúng ra có năm nó nở thất thường, mà có năm thì là ra năm ánh trắng nhưng mà có năm lại ra ém nhá. Thối đợt hè nhá, đợt thối nước mưa vào bị hỏng là mình bôi thuốc đã hết hẳn này, bôi thuốc mà tetacinin bạn, tetacinin thuốc kháng sinh của người ấy, thì là mình hòa ra mình bôi nhá thì sẽ khỏi nhá. Đang ra hoa hết rồi, hoa Tết rồi. Mình xem vườn này mình quay cho bạn ít hoa hồ điệp. Mình mới chơi là mình trồng được cỡ. Hồ điệp cái vườn này của bên mình thì cây này đang hoa Tết bạn này. Ừ. Cây này là Tết ok nhá. Đây còn cây này nữa, cây này 100% là Tết là ok bạn nhé. Đấy, nụ này ok hết, ra rất là ngồng. Ngồng này thì là chậm, đây ngồng này là chậm chậm Tết. Mình quay cho các bạn khu này mình trồng chuyên hồ điệp, quay cho các bạn đấy, chuyên hồ điệp. Ngọc này thì đến Tết thì cũng ra nở được tầm khoảng 1-2 bông. Đấy,
đây cây đai 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 châu các bạn, gồng hoa này chuẩn Tết luôn này. Chê trắng nhá. Coi ổ dễ ơi ý. Nhưng mùa này thì các bạn cứ tăng lên, ai mà muốn làm kỳ thì vẫn tưới độ tưới đạm nhiều hơn nhé. Còn nó mình cũng phải bổ sung thêm kali, nên với kali nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình bận lắm nên là mình muốn nói chuyện nhiều lắm nhưng mà mình bận quá. Dạ dày mình đi làm rồi thì mình bây giờ mình sắp sửa đi làm. Mình xin cảm ơn các bạn nhé đã xem video của mình nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy subscribe kênh của mình nhé. Để nhấn chuông thông báo nhé. Khi nào có video mình đăng hoặc phát trực tuyến thì nó sẽ hiện thông báo lên nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Nhà mình quay livestream tí nhá. Xem có bạn nào ở nhà vào nói chuyện với mình nhé. Đầu tuần dạy mình làm ca đêm rồi. Miền Bắc của mình giờ lạnh lắm, Tết đó. Rồi hôm qua mưa cũng rất là to luôn. Vườn của mình giờ thì cũng hết hoa rồi, còn ít phụ nữ với em rô. Phụ nữ thì đang ra kia, mình để một ít ở kia kìa, cái kỳ bé hôm qua nhá, trời mưa nhá nên mình để ở trong đấy. Trong vườn nhà mình thì hầu như là tắt ngọn hết rồi. Bình thân này, thân nù à. Bình thân nổ hết rồi. Cho bạn xem cái chậu mình nhỉ. Cây trâu của mình đang ra hoa nhá, không biết là có được đến Tết không. Tại vì mình mới trồng nên cũng không biết là dòng trâu này nó mình còn một chậu này đang đi ngọn nhá. Đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Một chậu này với một chậu nữa đang đi ngọn rất vạnh. Còn một thân thì thân già mình cắt anh nhá. Đây là thân già này, thân già mình cắt mình làm kia rồi. Giống này của Tiên Quang bạn nhá, hàng của Tiên Quang. Đây là lá rất là đẹp nhá, bộ lá rất là đều và xếp. Thân thì thân nụ, thân nụ lá xếp. Cái này của mình mua vẫn năm nay vẫn chưa tiến triển gì cả. Chưa ngồng hoa không biết gì. Kiểu mỡ gà. Đây mình quay cho các bạn xem. Mình vẫn ở đây, ngọn này các bạn nhìn nha. Vẫn đang đi ngọn nha. Vẫn đang đi ngọn. Ừ.
Đây, mình quay. Đây là tất cả kỳ nhá, mình mới mua năm nay nhá, kỳ nhá. Lạnh rồi. Ngoài miền Bắc mình bây giờ giá rét rồi nhá. Tỉnh thắt ngọn hết rồi. Mấy cây cây tím nhá. Tím tím biên tử. Kia. Nhớ. Mình quay đây, mình quay ít hoa, cắm mít hoa nhé bạn nhé. Đấy, mình quay góc này nhìn rất nhiều hoa luôn. Các bạn nào mà chơi thì mua ít vũ nữ về chơi cũng được, mua nhiều loại vũ nữ, nó ra hoa trông nhỏ nhỏ nhưng mà trông rất là đẹp bạn ạ, nổi lắm, nhiều loại lắm, thế nên rất là nhiều nhé và rất dễ trồng nhé. Đây đập rồi mình mới tách ra này. Đây. Tách ra có hoa nhé, nhưng mà mình cắt đi rồi, mình tách ra mấy rộ mới nhiều lắm. Như là thiên nga đen mình mua từ từ 4 5 tháng nay rồi, mua đợt về nó bé xíu nhưng mà giờ nó to. Ngoài Bắc bây giờ đợt này là đang vào đợt không khí lạnh nhé, rất là rét nhé, sáng là rét lắm. Thôi mình quay một tí thôi, nhưng mà chắc là mọi người thứ hai đi làm hết rồi, nên mình xin kết thúc video ở đây nhé, kết thúc video ở đây. Thì Việt Nam đã được vào bán kết rồi bạn nhé. Tuy dẫn trước 2 bàn nhưng mà Việt Nam mình đã chứng tỏ được khả năng của mình nhé, đã gỡ hòa nhé. Nên mình quay mình sẽ live stream nói chuyện với các bạn. Nếu mà hôm nay mình sẽ bán một vài số chậu nan nhé, mình sẽ quay cho các bạn nhé. Đây này. Mình đây một cây Phú Thọ của mình nhá. Cây Phú Thọ này. Cây này nếu mà ai con lấy mình sẽ bỏ hành mặt hoa cho các bạn nhá. Thì mặt hoa nở chính trụ vườn nhà anh Trường rồi. Nên là mình bảo hành mặt hoa nhá. Chậu này là được 10 sen. Mình sẽ 10 sen nhưng mà mình sẽ không bán nó sen nhá, mình bán theo cái tuy lực của cây này rất là khỏe này, mầm gốc đã sưng này. Cây này mình sẽ bán là 8 triệu. Ai mua thì inbox lại cho mình nhá. Giá cây này 8 triệu nhá. Và một cây đây, 5 cánh trắng Bắc Ninh. Cái này mình bán 1,5 triệu nha các bạn nhé. Nếu mà ai lấy thì mình bán cho 1,5 triệu một cái này. Đây. Đã thắt ngọn và rất là mập nhé. Đây còn chậu ám nữa. Ám dòng tiên quang thân thủ nhé. Chậu này mình không bán, sang năm mình bán.
tháng 5 thì mình làm kỳ từ một chậu thôi. Còn đâu ai mà thích mua kỳ Minh Vũ rồi, Minh Vũ một nhá, được kỳ Minh Vũ một nhá, kỳ này đã thắt ngọn rồi, thân phình rất mập, bộ rễ rất phát triển rất đều. Kỳ này nếu mà ai mua mình bán cho 3 triệu rưỡi nhá, 3 triệu rưỡi kỳ này. Bảo hành mặt hoa luôn nhá. Đây còn kia này, kia thân lá hàng Tiên Quang bạn nhé. Nếu mà ai mà mua kia này trong ngày hôm nay thuần chậu rồi, mình bán cả chậu này là 400.000, 400.000 chỉ có giá ngày hôm nay bạn nhé, giá ngày hôm nay 400.000 kia thân thủ dòng Tiên Quang này, được tầm bằng 20 sen này nhá, đã sưng hai hai mầm gốc rồi nhá, rất là nực luôn, dòng thân thủ phi 21 bạn nhá. Dòng phi 21 nhá, chỉ có giá ngày hôm nay thôi, thì hôm nay gọi là Việt Nam được vào bán kết thì mình nghe bán cái giá hữu nghị ấy nhá, gọi là ăn mừng Việt Nam chiến thắng nhá. Đây còn kia này, kia mình phải quay kia Phú Thọ nhá, ai mà có mua thì mình bán với giá 8 triệu nhá, 8 triệu một kia này nhá, rất là lực luôn nhá, mầm gốc đã sưng ở đây, mình sẽ quay sát cho các bạn. Ừ, mầm gốc đã sưng rồi nhá, bảo hành theo mọi yêu cầu của các bạn nhá. Hoa đã nở tại giò mẹ. Ở đây có một hai cây trâu này, nếu mà ai mua mình cũng bán nốt này. Mai mình bán này. Cây đai châu thuần chậu nhé, mình sẽ bán với giá khuyến mại luôn. Cây châu này mình bán combo 3 cây, 3 cây thuần chậu ấy nhá, châu Thái nhá. Còn một cây châu châu rừng mình nhá, đây bản lá rất là to rất dài, cây khỏe và có một ngọc nụ tết tết nhá, chắc chắn sẽ được tết nhá. Thì chậu này mình bán là 500, nếu ai mua thì xin liên hệ ebook cho mình nhá, 500 chậu này nhá, chỉ có giá hôm nay thôi, cây rất là to, bản lá rất là to. Thôi mình xin kết thúc video đây nhá. Nếu mà có ai mua thì liên hệ với mình nhá. Xin chào các bạn. Mình muốn quay live stream một tí nhá, các bác xem nan nhá, thì nan mình cũng cắt đi rồi, mình cắt hết là cái giò ám Tiên Quang này, đây mình cũng cắt thân để làm kia nhá bạn nhá, mình cắt cắt thân làm kia đây, mình còn để lại tầm khoảng gần 10 sen,
để nuôi mầm gốc nhé, để mầm gốc cho sang năm để lấy chất dinh dưỡng nuôi mầm gốc nhé. Rồi mình cắt nhé. Đây, cây nhà mình thì thất ngọn hết rồi, hầu như thất ngọn hết rồi. Đấy. Thì cứ nắng như này trời bắt đầu quấn thì cứ tầm khoảng 8 giờ các bạn tưới nhá. Muốn tầm khoảng 8 giờ hơn 8 giờ các bạn tưới là được nhá. Là ok nhá, con nắng này nhá. Thì tưới ấm nó dễ nên nó sẽ dần dần ấm lên để nó hút các chất dinh dưỡng và nước nhá. Chứ các bạn đừng nên tưới sớm, mà tưới sớm lạnh. Nếu mà thời điểm ngoài ở ngoài miền Bắc ấy thì như mà tầm thời điểm rét này ấy, thì nếu mà tưới thích hợp nhất thì tầm khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi nhá. Thì lúc ấy nắng nó nắng nó to và ấm rồi nhá. Thì các đầu rễ nan thì nó sẽ gọi là nở ra riết ấy, thì thời tiết ấy, thì nó hút chất dinh dưỡng được nhá. Chứ tưới lạnh quá như buổi sáng nào nó kém rễ nhá. Thì thời tiết vẫn lạnh, rễ nó vẫn lạnh vì qua một đêm ấy rễ nó một bộ rễ nó lạnh nhá. Thì mình tưới lạnh nữa sẽ co cụp, sẽ hỏng mất cái đầu đầu rễ xanh của mình ấy. Thì nó sẽ không hút được cái chất dinh dưỡng đâu. Trong vườn nhà mình thì còn có mỗi hai giò đang vẫn còn đang đua ngọn nhá. Đấy các bạn nhìn nhá, đấy, vẫn đang đua ngọn nhá, đấy, vẫn đua ngọn đấy, mình quay đấy, vẫn đang rất là đua ngọn, rất là nực nhá. Đấy các bạn nhìn nhá, đấy. Còn đây trời thì mà cũng sắp sửa là đón Tết Dương Lịch rồi và đón cả Tết Âm nữa. Thì hôm nay Tết sẽ sớm hơn đó. Những cành hoa vũ nữ này thì là đấy các bạn nhìn nhá, những cái cành hoa này sẽ đủ sẽ kịp thời gian để mình chơi Tết nhá. Đây cành hoa này. Cành hoa này thì chắc đến Tết thì tràn tàn mà. Tiếc là cây này thì hiện tại thì chưa đâm được cái ngọc hoa nữa, nó ra rất là nhiều. Bây giờ thì mình chưa thấy một cái ngọc hoa nó phát triển để Tết à. Như mấy cây này thì mình vẫn còn cây thì vẫn còn ngọc hoa chơi Tết nhé. Cái ngọc này thì tàn. Hai ngọc này thì rất ok nhé, ngọc này nữa ok nhé. Thì đến Tết là vừa vừa đẹp nhé bạn nhé. Thì các bạn cứ trồng những cái dòng vũ nữ với hồ điệp ấy thì là trồng để tự nhiên, thì như vườn nhà mình mấy bên kia là có mấy ngọc hoa để chơi Tết rồi. Mình đi mình quay cho các bạn xem, quay lên đây. Đó. bên đây mình cũng treo một ít nhá. Đây các bạn này, đây mình cho xem này, đấy, đây là chậu hồ điệp mình nhá. Chậu này thì là đến Tết thì quá đẹp luôn nhá, nở nhá, quá ok luôn. Hai vòi hoa, vòi này thì đến Tết quá chuẩn luôn. Đấy. Còn hai ngọc này thì mình cũng chưa không biết có kịp Tết không, vì bây giờ vẫn chưa ra nụ. Thì mình có một chậu ấy, năm ngoái thì rất là nhiều giò nhá, hôm nay thì hơi bị kém một tí. Tầm ấy đi. Hôm nay cũng phun tầm đấy. Nay cũng phun. Hai người đây. Kệ dọi để con vén tưới. Đây những cái chậu này dòng Catnia bạn nhé. Rất ok nhé. Mầm đang lên nhé. Đấy. Rất là ok. Catnia. Thôi thì mình xin quay toàn bộ cảnh một lúc nhé, để mình đi làm đây. Đây mình đi làm rồi thì ở nhà thì mẹ mình tưới nhá, không thì các bạn lắp cái hệ thống vòi phun tự động hẹn giờ đấy, lắp một thêm cái hẹn giờ ấy mất thêm có mấy trăm nghìn nữa thôi. Thì các bạn hẹn hẹn giờ tưới, hẹn hẹn giờ tưới và hẹn giờ tắt nhá, cũng rất ok nhá, tiện lợi cho các bạn đi làm nhá. Thì thôi mình xin cảm ơn các bạn nhé. Mình kết thúc video đây nhé. Mình đẹp này. Hôm nay đầu tuần nên là mình chuẩn bị làm rồi nên là mình muốn like một tí nhé.
Đây các bạn nhìn nha. Trên thì mình trồng lan, dưới thì mình là một bể cá rồi nhá. Thả những con cá vàng này trông rất là hay luôn. Đây là bèo, đây là sen nhá. Sen thì mùa này đang bị nụ rồi. Đây trâu của mình đây. Trâu này không biết có kịp Tết không ấy. Mình sợ nở muộn hơn đây. Trâu các bạn nhá. Nó ra một nụ. Ra một nụ thôi. Đâu mấy con trâu Thái này chưa ra. Đây là vảy rồng. Cái việc là mình đây đang thắt ngọn rồi, thắt ngọn hết rồi. Đây các bạn nhìn thân nha. Mọi ca là chăm là tưới nước các bạn nhé. Mùa này các bạn vẫn bù ẩm nhé. Nếu mà các bạn không để cho ra hoa, các bạn vẫn tưới nước bình thường nhé. Đấy. Đây là chậu ém tiên quang của mình nhé. Chậu này thì mình cắt ra mình làm kia rồi, cắt ra mình để một để này để một khúc này để mình nuôi ấy thôi để sang năm phát triển mầm gốc. Đây là cây phú thọ của mình này các vị nha. Phú thọ nhé. Trong thân thì cháu cũng nem nhem nhưng mà chọn mặt hoa luôn nhá, mặt cắt luôn tại giò mẹ đang hoa nhá. Thì phình thân hết rồi. Đây là cái ém ém khói Bắc Ninh hay thường gọi là năm canh trắng Bắc Ninh vậy nhé. Áo này nào đặt tiếp cho nhiều hoa quả tơ thơm cơm kinh gì anh có đến nó mặc đâu, đến toàn cởi ra. Đây các bạn này, nhà mình trong vườn mình thì có còn hai chậu duy nhất là vẫn đang vươn ngọn vẫn nhé. Cái này mình quay cho các bạn này. Vẫn đang đi ngọn nhá, bạn nhìn đi ngọn rất là khỏe luôn này. Đấy thì rất là nực nhá, có vẻ khéo là cây này của mình ấy vượt đông bạn nhá, vượt vượt đông nên một chậu nữa dòng thân thủ, dòng thân nụ của Tiên Quang nhá. Đây mình quay cho các bạn xem này. Đấy chậu này khéo cũng vượt đông bạn nhá. Đây hai ngọn này vẫn đang phát triển rất là nực là mạnh này. Đấy. Rất là nực luôn. Chậu này thì cũng có một thân thì mình cắt ra nhá. Đây. Mình cắt ra mình làm ki nhá. Đấy. Thân nhờ các bạn nhìn nha. Về chưa?
lá vẫn xếp nhá, ngọn nực vẫn đang đi phát triển rất là mạnh nhá. Đây các bạn nhìn nhá, con này thì nù giật rồi nhá, béo mập nước nhá, căng tròn đấy nữa, con này nữa. Nó dòng này là dòng phi 21. Phi 21 đây là con dĩnh, dĩnh đây, đây là kỳ dĩnh. Chăm kỳ này rất là vất vả, cũng đang ra rễ đấy bạn, rễ cây này thì chăm để mọc gốc sang năm thôi. Những cái kỳ như này nhá, bạn mua từ bây giờ nhá, trông như này thôi nhưng mà sang năm nó được bộ rễ khỏe rồi mà gốc con đây nó phát triển rất là mực nhá, nó cũng chỉ được tầm ở 4 cm thôi nhưng mà sang năm mầm gốc à, con đây là phát triển rất nực nhá, vì bộ rễ nó rất ổn định rồi nhá. À, kỳ sang năm gọi là mầm gốc mà nhiều người thì gọi là kỳ năm hai, đây là mầm gốc rồi. Thôi đầu tuần thì mình phát một tí nữa nhá, xin cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn nhé. Thì trưa nay mình live stream một tí nhá, xong nắm mình mới ở nhà, thôi giờ mình đi làm nên bận lắm, thấy làm suốt rồi, nay mới có thời gian mình live stream. Mình có thời gian mình nghe nhé. Đây cái ám này, bạn nhìn nha, mập sụ luôn, nhìn đốt tay mình, mập rất là mập luôn, mập sụ luôn nhá. Đây là cái ám tiên quang bạn nhé. Cây này thì mình cắt thân rồi, thân này mình đã cắt mình làm kia nhé, còn mình để được tầm gần chục sen lại để nuôi mầm mầm gốc, để phát triển mầm gốc. Còn đây chậu ám khói Bắc Ninh nhé, các bạn nhìn nhá, thân cũng mập sụ nhé. Nếu mà bạn nào mà mình bảo hành mặt hoa luôn nhé, ám Bắc Ninh, chậu này thì mình bán 1,5 triệu nhé, chắc cũng phải được tầm hơn chục sen rồi, mình không đo chắc cũng được tầm đấy rồi, thân nó rất là mập luôn, cây ám Bắc Ninh này rất là khỏe bạn nhé, sang năm sau mầm gốc đây là nực lắm. Đây đấy các bạn nhìn nhá, đều thắt ngọn và kia rất là mập nhá. Đấy các bạn này, mập sụ luôn. Mình quay cái giò này, nhà mình vẫn đua ngọn. Các bạn nhìn nha, cây này chắc là vượt đông bạn nhé, vượt đông nhé, vẫn đang đi ngọn bình thường nhé. Đây mình đang ươm mấy chậu đấy, ná mít nhé, thấy cây thân thụ đây, I21 hàng tiên quang. Hàng tiên quang nhé, cái này là kỳ năm nhất bạn nhé, kỳ năm nhất, kỳ năm nhất được tầm 20 cm, sang năm thì chắc là sẽ rất là to luôn, cây rất là nực. Còn đây là cái ém của gia 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 nai bạn nhé, ém. Các bạn nhìn nha, sọc kẻ rất rõ luôn, ém gia nai nhá, mắt xước mối tuyết, mặt hoa cũng rất là bay, rất là đẹp luôn.
Đây là cây mắt trâu lưng xanh, kỳ năm nhất bạn nhé, kỳ năm nhất. Cũng thắt ngọn rồi, thân phình ấy. Đây đây là cây Minh Vũ bạn nhé, mình mua cũng lâu lâu rồi, mình mua được đấy đắt, nó bây giờ thì giá không biết, giờ giá chắc mềm hơn. Đó đấy mình mua cái này là 3 triệu, 3 triệu kia được 4 sen nhé, mình mua đã thắt ngọn này nhưng mà rất là nực luôn. Khoe các bạn nhé, phình thân rất nực luôn nhé. Cái này mình mua 3 triệu nhé. Minh Vũ nhé, dòng thân thủ lắm. Đây còn con này còn ám, ám vùng Hòa Bình. Đấy các bạn nhìn nha, sọc kệ ngắn này. Xinh muốt luôn. Mới một cái kia nhỏ ấy nữa, cũng là dòng ám nhá. Kia này ơi, sang năm mình nên làm gốc rất lực nhá, vì nó đã có rễ rồi nhá. Đây mắt đã sưng này, mấy mắt đã sưng hết này, sang năm mình rất là to. Mùa rét này thì các bạn, thì những cái mùa này thì như ngoài Bắc ấy, thì cứ ngày bạn tưới nước có thì bạn tưới 2 lần được. Như mùa rét như trời này hôm nay không có nắng thì các bạn không nên tưới nữa. Còn nó bình thường nếu mà nó rét mà hứng nắng thì ai mà không có thời gian thì cứ tưới tầm tầm 7 giờ sáng, còn nó chiều thì các bạn tưới tầm 3-4 giờ chiều nhé. Còn nó nếu mà thời gian tốt nhất để tưới cây thì các bạn tưới vào tầm 9 giờ là tốt nhất nhé, vì 9 giờ ánh sáng nó lên rồi nhé, thì ánh nắng nó chiếu vào như cây ấy, thì mình tưới bộ rễ nó lúc này đã ấm rồi thì mình tưới thoải mái nhá, nó hấp thu rất dinh dưỡng rất là tốt luôn. Thì các bạn tưới tầm đấy nhé. Đây cũng là cây ém nhá, ém vùng Hòa Bình nhá. Bạn nhìn nhá, to chưa, phình hết thân rồi. Đây mình cho các bạn xem chậu này còn phình nữa. Đấy bạn nhìn nhá, thân phình nhá. Đấy chậu này là ám, ám cổ Văn Giang bạn nhá. Dòng này có 2 loại, một loại thân xanh, một loại thân thân nó màu khác, ngà ngà vàng. Đây cây nhà mình có cây trâu đang ra hoa, đang ra nụ. Nụ ở cây trâu, biết có kịp Tết không? Đây nụ cây trâu nhá. Đây này là trâu, trâu, trâu rừng bạn nhá. Bạn lá rất là to luôn. Một cái lá nó tầm 30 sen luôn, hơn một gang tay mình. Đây là chậu kiểu, kiểu các bạn nhìn bộ rễ tầm mà tô tủa luôn nhé, rất là khỏe nhé. Đây rễ kiểu đây. Bạn nhìn dễ chưa, dễ đâm mà nhỉ, tua tủa nhá. Cái này mình tưới bằng GE chuối nhá, chuối ngâm ấy, một chai GE. Đây mình quay cho các bạn, đây mình tưới bằng này GE chuối nhá. Thì ở trên trang của Nguyễn Quốc Tư hay dạy làm GE gừng với GE chuối, tưới cũng rất rất hiệu quả luôn nhá. Đây nhá, mình làm để ứng đâu nhá, để ứng đâu nhá.
đây mới có, mình có chậu ấy không, rồi rồi mình cầm vào đây. Đây có chậu này mình cầm vào đây nhé, chậu Minh Vũ đấy. Nếu mà ai mà muốn sưu tầm mặt hoa Minh Vũ mà chưa có, mình sưu tầm mình bán lại nhé. Cây này mình lấy của anh Trường nhé, có mặt hoa hoa sổ sinh chủ ấy nhé. Cây này thì mình bán với giá cũng bằng cái kia, mình bán 3 triệu nhé, 3 triệu. Cây rất là nực, rất là khỏe nhá các bạn nhìn nhá, thân phình rất là khỏe nhá. Đây một chậu Phú Thọ này, đây chậu Phú Thọ, chậu Phú Thọ này đã sưng hai mầm gốc rồi nhá, được tầm 10 sen nhá, 10 sen. Xin cảm ơn nhé, mình kết thúc video đây nhé. Thì hôm nay thì mình nên thì là mình có một chậu năm anh trắng Phú Thọ nhé, mình sẽ bán, nếu mà bạn nào có nhu cầu mua mình sẽ bán chậu này, mình sẽ chia sẻ bớt đi nhé. Là mình còn có mấy chậu thọ, chậu này là các bạn xem mình qua mắt đã sưng nhá. Đấy, trong kia nó rất đực nhá. Đấy, mầm rất là đực các bạn nhá. Chậu này sang năm thì là được hai mầm gốc, ok rồi nhá. Cả hai mắt đều sưng rồi nhá. Mắt mắt ở dưới này cũng sưng. Mình zoom tối quá. Sưng rất là to nhá. À, mình sẽ bán một chậu một ki này nhá. Đấy. Ki Minh Vũ 1 nhá. Mình sẽ bán ki này nhá. Ki này mình bán ki này mình bán 2 triệu đi. Bán trong ngày hôm nay nhá. Ai mua mình sẽ bán đâu ki này. Rất là mập nhá, rụt rịt nhá, đã phình thân nhá. Khi này sang năm lên mầm thì rất là khỏe nhá. Minh Vũ là một dòng đặc sản ở Hải Phòng nhá, thân Minh Vũ nhá. Minh Vũ rất là to nhá, thì một con ám khói cũng phình thân này. Nhà mình vẫn còn một hai chậu nữa vẫn đang đi ngọn nhá. Các bạn nhìn chưa, mình cho đệ nối này, mầm cây đệ nối các bạn nhìn nha, rất là đẹp. Đây là cây thân thủ vẫn nhá, P21. Mình sẽ quay lại, chậu Phú Thọ cho các bạn nhé. Ai mua thì xin inbox cho mình nhé. Cái chậu mà Minh Vũ nữa, ai mua thì inbox cho mình. Còn không, mình có một ki Minh Vũ này nữa, mình bán, ai mua thì mình bán 3 triệu ki này. Thân rất là khỏe luôn, rất là mập mà luôn, thân đã phình nhá, rất là khỏe luôn nhá. Minh Vũ là dòng thân
lòng bánh trắng thân rất là to, thân thế rất là phi phàm nhé, rất là đẹp luôn, vừa chơi thân lá vừa mặt hoa. Quả là một dòng đáng sưu tầm nhé bạn nhé. Mình Vũ. Chậu này mình bán 3 triệu nhé. Thì có anh em nào muốn mua thì book cho mình nhé. Ừ. Các bạn nhìn nha, tầm này phi điệp nhà mình vẫn đang đi ngọn nhé, đi ngọn mạnh luôn đấy, các bạn nhìn nha, vẫn đang vươn mọn rất là mạnh. Cái mùa đông như hiện tại như thời điểm này thì các bạn vẫn tới nước được nhá, thì bạn tới vào cái buổi tầm khoảng 9-10 giờ đấy, bạn tới một lần được, tới đẫm ở tầm đấy, chứ còn nó là tầm chiều này thì là nó khô quá thì bạn tưới, còn nó không thì thôi nhá, không 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 nên tưới buổi chiều nhé, thì buổi chiều là nhiệt độ nó xuống các bạn nhé, nhiều ngoài Bắc là nhiệt độ nó xuống mà, thì các bạn mà tưới thì là tưới bộ rễ nó sẽ ướt đẫm và tối nó gặp lạnh xuống sương xuống thì rễ sẽ kém nhé, các đầu rễ sẽ bị chùn họng nhé, các bạn lưu ý nhé. Thôi mình xin kết thúc ở video đây nhá. Nếu mà có ai mua thì xin liên hệ với mình nhá. Xin chào các bạn. Chào các bạn nhá. Hôm nay mình được nghỉ ấy. Nghỉ lễ ấy, thì mình quay tiếp theo một cây đai châu nhà mình nhá. Mình hôm nay trồng mấy cây đai châu Thái nhưng mà hôm nay đều không có hoa. Như dòng rừng này thì nhà mình trồng thì có hoa hết rồi, nhưng mà Thái như này thì chưa không có hoa. Đây các bạn nhìn, hồng hoa này, hồng hoa này là chuẩn Tết đấy bạn, chuẩn Tết đấy. Miền Bắc năm nay là rét nhưng mà đợt này rét thì cũng không lạnh lắm nhá, không rét bằng cái cơn rét đầu mùa bạn nhá. Đây, quay lại bạn cái cây Cattleya bông đỏ rất đẹp luôn. Đây là cây ám tiên quang mình đã cắt mất mủ rồi. Kỳ năm nhất bạn nhé. Được tầm 40 sen mình cắt mất mủ nhé. Mình để lại trừ lại tầm gần chục sen để nuôi mầm gốc. Đây mới 2 kỳ nữa. Kỳ này để nối bạn này. Cứ để nối này là ok bạn nhé. Không no đâu. Đấy, sang năm thì mầm đây nên rất là lực nữa. Đây là dĩn này, các bạn nhìn nha, để nối này. Đấy, hai mầm rất là mập nhé. Sang năm rất là khỏe bạn nhé. Đấy, quay cho các bạn này. Đấy, quay gần cho các bạn nhé. Cây này sang năm rất nực nhá. Đây, nhà mình này. Nó, đoạn này nó bị đấy, ngọn nó hỏng, vì sao mình tưởng nó hỏng ấy, nhưng mà nó lại phi lên ấy. Rất là khỏe luôn. Đấy, mấy cây này trông nhìn rất là thích mắt luôn. Mình quay cái này, dòng mặt hoa xổ số bạn này. Đấy, mặt hoa xổ số nhá. Còn nó nhà mình vẫn còn cái này vẫn đang đi ngọn này. Những ai ở ngoài miền Bắc ấy mà không khí lạnh như bây giờ là lạnh nhá, mà trời sương xuống nhiều đêm ấy, thì các bạn sáng các bạn mà tưới luôn nước và là sốc đấy, sốc nhá, sốc vì trời lạnh quá các bạn lại tưới thêm nước lạnh vào nữa thì đầu rễ riết nó sẽ bị hỏng và sấp sẽ hỏng.
Đấy, nên các bạn chú ý. Đây là giỏ giỏ trầm mình nhá, giỏ trầm mà mình đi làm mình không chăm được nên là cũng bị chết mất hai, còn có đúng một thân trầm, thân trầm các bạn nhìn nhá, mập ú luôn. Trầm Điện Biên nhá bạn nhá, trầm Điện Biên nhá, trầm Điện Biên, trầm dòng Điện Biên này, trầm Điện Biên nhá, trầm Điện Biên, trầm dòng Điện Biên này thì hiếm lắm bạn ạ. Giờ hầu như là trầm nào với trầm Myanmar thì ở Việt Nam này nhiều, trầm hầu như cũng hết rồi, cũng còn không 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 còn nữa, còn không 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 còn nữa. Đấy, đây là cây ám cổ Văn Giang nhá. Ám cổ Văn Giang thì có hai dòng, một loại dòng thân xanh và thân vàng nhá. Chứ nhiều bạn cũng hỏi thì là bộ tại sao ám cổ Văn Giang mà mình mua hai cây về nó có đó, vì có à, mình mua cùng một dòng ám cổ Văn Giang về nhưng mà ra hai loại, một loại thân xanh và loại thân bằng vàng, nó là thế, có hai loại nhưng mà ra cùng là mặt hoa bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn xem này. Vũ nữ các bạn ạ. Vũ nữ nhà mình bây giờ chỉ có vũ nữ nở này mới được đen rô nữa, đen rô, đen rô đấy, mình soi xa đấy, một chậu đen rô nhá, rất là nhiều hoa luôn. Đây là một chậu vũ nữ này, một chậu 4 5 cánh hoa liền, rất là nhiều hoa. Nếu mà các bạn mới chơi tập chơi ấy, thì nên chơi những cái dòng gì dễ ra hoa để mình chơi xen kẽ vào, chứ không phải chơi một loại nhá. Trừ khi là ai có hướng để kinh doanh thì là người ta rộ lên thì người ta chỉ có chơi phi điệp thôi, còn đâu là như mình đây thì mình cũng cũng chơi cũng phi điệp, cũng trồng khá khá nhiều nhưng mà mình trồng thêm cả những cái loại vũ nữ mới cắt nha các thứ ấy để mình còn ngắm hoa, chứ còn đâu là phi điệp này thì là cũng chỉ được theo mùa thôi, mà phi điệp này thì là ai mà trồng kia thì chắc cũng phải được tầm bằng sang năm thứ hai cũng có hoa được, hoặc là năm ba mới có hoa. Thì toàn người mua kia, toàn kia năm nhất thì là nhỏ lắm, nên các bạn cứ trồng xen kẽ như mình ấy. Đấy, đấy. Chào các bạn nhé. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhé. Xin chào tạm biệt nhé. Xin hãy subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hello các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình được rồi, mình mới lúc nãy và rồi mình mới cắt cắt những khúc ra mình ươm kia nhé. Đây. Đốt này thì mình lấy nét đó. Thì mình ươm kia các bạn nhé. Đấy. Đây thì khúc to như này thì các bạn cứ cắt hai đốt một, hai đốt một đây, một bên đây cái đầu này nhá. Thì thân già trưởng thành là thắt ngọn nhá, trong vòng tầm 1 tháng thì các bạn cắt ươm kia được nhá, nó thắt ngọn được 1 tháng ấy, thì nó phình thân ấy, thì mình cắt đây. Cái sẹo mà gì? Còn cái đầu này nhá, cái đầu này đây các bạn nhìn trắng trắng này. Bình thường nhá, những cái hàng thường của bạn ấy thì bạn cứ bôi keo 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 ăn voi ấy, các bạn sẽ bơm ra một cái tách nhỏ ấy. Thì khi các bạn ấy thì các bạn sẽ bôi keo ăn voi đây nhá, thoải mái các bạn nhá. Các bạn bôi keo ăn voi đây nhá. Các nhà vườn lớn như ở mình ấy
cái hàng thường ấy thì người ta mà kể cả là hàng hàng dòng đột biến ấy, nhiều cái dòng mà đột biến mà dòng mềm hoặc là dòng ém ấy mình mua ấy, thì người ta cũng chấm bằng keo ăn voi hết nhá, nhà vườn lớn ấy thì các bạn chỉ chấm một lúc là khô thôi đấy, các bạn nhìn nhá. Thì các bạn nên để vào, nên để vào trời mát nhé, các bạn cắt đi này, các bạn cho kẻ bạn cho vào gầm giường hay chỗ nào sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp đây, ánh nắng không chiếu vào ấy thì là các bạn cứ để đấy, thì ra đầu sang năm thì các bạn mới cho vào chỗ ươm, đầu sang năm nhé, sang đầu sang năm, chứ bây giờ thì các bạn chỉ để vào chỗ mát thôi, đây mát mủ các bạn nhìn nhé. Cái dòng này là dòng thân nù nhé, nó xếp nhé, vừa mình cắt mình vớt hết đi. Còn dòng này thì là mình cũng đây mình bôi keo ấy, bôi keo chi xèo của Mỹ đấy. Dòng này cũng là hàng thân thủ của bạn nhé. Đây, mình đã bôi keo rồi. Đây mình quay cho bạn này, thì mình cứ vớt vào đây thôi. Đấy. Các bạn cứ vớt hết vào đây. Ừ. Đây nữa. Cái này là mình mới cắt sáng xong. Vừa rồi mình mới cắt xong. Đấy các bạn cứ để vào chỗ mát được. Thì ra đầu sang năm, đầu riêng sang năm mới thì mình mới bắt đầu mình cho ra chậu ươm ki. Và mình cho vào những cái chậu rêu ẩm ấy. Xong mình tưới nước. Đấy. Đây, đơn giản đây. Cái này là đầu ngọn rồi nhé. Cái đầu ngọn thì mình để nhiều mắt hơn. Đây mình sẽ quay cho các bạn như vậy. Những cái chậu nào mà dài kia chuyển lực mà nó dài tầm bằng 8-90 cm ấy thì các bạn nên cắt ươm kia nhá, còn không thì thôi cứ để trên chậu nhá. Kia năm nhất thì hầu như đây, nên các bạn cứ để trên chậu nhé. Đây là kia năm nhất bạn nhé, đây vẫn đang đua ngọn này, hàng này của mình thì chưa thắt ngọn nhé, vẫn đang đua ngọn nhé. Đấy các bạn nhìn nhá, không phải được thêm hơi tầm hơn 50 cm này. Đây toàn bộ vườn nhà mình nhé, quanh dòng này là kỳ năm nhất hết nhé, dòng này dòng ém nhé, dòng này thì mình cứ để nguyên thôi, nếu mà dòng có giá trị mà nó ngắn như này. Đây là dòng ém khói hay gọi là năm cánh trắng Bắc Ninh bạn nhé, thì là đây nó mới được tầm khoảng chục sen thôi, thì các bạn cứ để nguyên nhé. Sang năm các bạn làm mầm gốc nó lên lực rồi thì các bạn ngoáy một cái lỗ chọc vào thân này, bạn tiêm à bạn tiêm nhỏ một giọt kích ki vào đây là ok nhé, nó sẽ lên ki ngay, làm ki ở trên thân luôn. Còn đây là cây phú thọ của mình nhé. Mắt mũi cũng đang sưng rồi. Đấy mình quay cho các bạn. Quay gần này. Đấy. Mắt mắt cũng đang sưng rồi nhá. Mầm gốc đã hai mầm gốc đã sưng mắt rồi nhá. Những cái chậu này thì các bạn vẫn mùa này các bạn tưới đều nhá, tưới vào buổi sáng khi mà trời có ánh nắng ấy. Các bạn tưới đây, mình vừa tưới ướt đẫm này, các bạn nhìn nước vẫn còn trên đây này. Đấy. Thì các bạn đừng nên tưới vào buổi chiều nhé, vì chiều và nhiệt độ nó xuống và sướng và nó sẽ lạnh nhá, mình tưới vào như mùa đấy về đêm mà nhiệt độ nó lạnh thì dễ sẽ bị trùm dậy. Đây trâu của mình đây. Ngồng hoa các bạn, ngồng hoa này chắc là không không kịp Tết nhé,
Mình đoán chắc là phải ra riêng mới được, ra Tết xong Tết mới được. Đây. Đây là chậu thân nù. Chậu đập rồi mình mới cắt nhá. Mới cắt một thân để làm kia ấy. Sang năm ấy. Bây giờ còn hai mầm gốc này. Ba mầm này. Mầm này mình mới kích nó mới lên này. Đây còn những cái này mình ươm thì cũng ra rễ rồi nhá. Thì sang năm thì những cái mầm này nó lên mầm gốc sẽ ấm, vì rễ nó ấm chậu rồi mà. Trong này thôi rễ nó ra ấm chậu hết rồi. Thì sang năm mầm gốc nó sẽ mọc rất là nực nhá. Đây, còn con này các bạn nhìn. Thắt ngọn là phình thân tím này các bạn nhá. Để sổ bắt 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 tím ấy. Đây. Nhìn con kiến này. Đấy. Tím này. Đây. Mình. Đấy. Đây, mình cho xem đây là chậu. Cái mình vũ của mình nhá. Tuy nó bé thôi nhưng mà sang năm thì nó lên mầm gốc ấy, nực và khỏe. Còn đây là con này là ám. Ám mát xước môi môi tiết. Con này được hơn được 20 cm bạn nhé. Sang năm thì kia ấy chắc là sang năm thì nó phải mầm gốc nó lên cũng phải lên rất là khỏe. Sang năm cũng phải tầm cũng phải được 6 70 cm là chuyện thường nhá. Thì cây này năm nay của nhà mình ấm dễ chậu ở kỳ năm nhất. Đây còn con ám tiên quang kỳ năm nhất này các bạn này. Đấy. Cũng phải xấp xỉ gần 40 cm bạn nhé. Con này rất là nực luôn. Đây. Nó ra thêm một cái chậu rồi. 3 kỳ. Con này là thêm một con nữa để nối. Đấy. Cái chậu này sang năm thì rất là to luôn. Sang năm cái kia ám năm nhất nó được gần 40 cm rồi. Sang năm nếu mà mầm gốc ăn lên chắc nó phải tầm chưa 1 mét bạn nhé. Đây mình xem một con dĩn dĩn này. Đây là kỳ dĩn, đây là kỳ minh vũ bạn nhé. Ho quá mình đấy. Bây giờ nó phát triển nó ra rễ rồi. Thì ra rễ rồi thì cũng ok bạn nhé. Cái kỳ này thì là sang năm phát triển được. Bây giờ nó đang ra được tầm khoảng 2-3 cái rễ rồi. Thì là cũng ấm ấm chậu rồi, ra rễ. Tuy nhỏ nhưng mà cứ có rễ là được. Rễ là sẽ chịu động vào mùa đông cái thứ. Mấy cái con này mình kích luôn ở trên thân nhá, thì chưa có rễ nhá. Mình cứ để nguyên luôn cả một dàn này. Đây. Bạn nhá. Kiến. Đây các bạn nhìn nào. Thắt ngọn này. Thân nù chưa? Rất là nù nữa. Giá thể ướt ẩm nhá, đủ ẩm nhá. Mùa này các bạn trông ấy thôi, mùa này là mùa ngoài Bắc là mùa mùa đông mà. Vào đông rồi có không khí lạnh từng đợt một thì các bạn cũng phải tưới đủ ẩm nhé, dinh dưỡng vào cây vì cây vào mùa mới thất. Thì các bạn tưới đủ nước cho nó thì thân thì dần dần mùa này nó sẽ phình thân này. Nó tích trữ năng lượng để nó dự trữ vào cái mùa đông này. Đấy. Một con ám ám hòa bình này. Đấy các bạn nhìn nha, nó bé tí thôi nhưng mà các bạn nhìn thân nha. Thân nó phình khủng khiếp chưa? Rất là bé nhá. Chỉ được tầm 5 cm thôi. Nhưng mà các bạn nhìn thân chưa? Rất là phình to nhá. Có một ki này. Đá nhựa. Đá tròn o luôn. Mình quay các bạn xem. Kỳ rất là nực nhá.
Thì hôm nay mình quay một ít thôi, thì nào mà sang năm nếu mà khi nào mình ươm kỳ thì mình sẽ hứa thế là một cái video, gọi là một cái video hướng dẫn ươm kỳ tự nhiên nhé, hướng dẫn nhé, giá thể trồng này, trộn những cái gì này, rêu riếc các thứ này, hoặc là xử lý rêu, hoặc là xử lý giá thể trồng ra sao này, để cho khi mà cây nó ra mầm mà rễ nó ăn xuống là sẽ phát triển rất là tốt nhé. Thì sang đầu xuân thì mình sẽ làm một cái video. Mình xin kết thúc video đấy nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn nhé. Hôm nay chỗ mình chỗ rét rồi, thì lại có mưa đây, bởi mưa một cơn mưa mất. Thì hôm nay thì trời ngoài miền Bắc đã gọi là không khí lạnh nó về nhá. Thì mình có một vài lưu ý cần chỉ muốn chia sẻ với các bạn, những ai mà trồng lan ở ngoài Bắc ấy như việc chăm sóc và tưới nước với phân bón các thứ đấy, mùa rét này, nếu mà những hôm mà trời như hôm nay ấy, thì có mưa miếc ấy, và những cái kỳ nhỏ ấy, thì các bạn nên che chắn vào cái hướng không có gió nhá, treo vào những cái hướng ít gió ấy, thì những hướng cái lan sẽ đảm bảo sẽ tốt hơn nhá, sẽ ít bị lạnh hơn. Thì bị lạnh này mà khi mà bộ rễ mình không tưới được ấy, bộ rễ nó khô ấy, thì gặp gió và gió lạnh vào thì bộ rễ nó sẽ bị chùn nhá, sẽ bị hỏng nhá, nên là các bạn cần lưu ý những cái vấn đề đấy nhá. Và cách thứ hai là cách tưới nước nhá. Tưới nước thì trời lạnh này, khi nào mà có nắng ấy, những hôm nào mà có nắng mặt trời lên ấy, có ánh nắng chiếu vào cây thì các bạn tưới nhá, các bạn tưới nước nhé. Các bạn tưới xong tầm khoảng nửa tiếng nữa thì các bạn tưới nâng, không thì là các bạn tưới tưới phân nâng trước, thì xong tầm khoảng một tiếng sau các bạn rửa đi là ok nhé, thì sẽ không được gì cả. Mấy cái hướng dàn ấy thì là mùa này thì là các bạn cứ che chắn kỹ vào, thì ngoài Bắc thì gió mùa đông bắc mà, thì mình che được thì cây nó sẽ phát triển sẽ tốt hơn nhé. Như cây nhà mình bạn ướt ướt bởi mưa nhá, mưa trở rét mà. Thì các cây lan của mình bây giờ cũng gọi là thắt ngọn hết rồi, đây các bạn nhìn rễ này, bộ rễ này. Đấy. Những ngày rét thì các bạn thì bổ sung thêm cani nhá, cani nồng độ cani bộ rễ tăng trưởng phát triển mạnh. Đây các bạn nhìn nhá, đây để mình quay rõ đấy, bộ rễ đang ra rất là nhiều rễ nhá. Đây, mấy cái lá này là bị thối đợt hè nhá, là thối nước mưa vào bị hỏng, là mình bôi thuốc đã hết hẳn này, bôi thuốc mà tetracycline, bạn tetracycline thuốc kháng sinh của người ấy, thì mình hòa ra mình bôi nhá thì sẽ khỏi nhá. Đang ra hoa hết rồi, hoa Tết rồi. Mình sang vườn này mình quay cho bạn ít hoa hồ điệp. Mình mới chơi là mình trồng được cỡ. Hồ điệp cái vườn này của bên mình thì cây này đang hoa Tết bạn này. Cây này là Tết ok nhá. Đây. Còn cây này nữa, cây này 100% là Tết là ok bạn nhé. Đấy, nụ này ok hết, ra rất là ngồng. Ngồng này thì là chậm, đây ngồng này là chậm chậm Tết, mình quay cho các bạn. Khu này mình trồng chuyên hồ điệp, quay cho các bạn đấy, chuyên hồ điệp. Ngồng này thì đến Tết thì cũng ra nở được
tầm khoảng 1-2 bông. Đây cây đai 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 châu các bạn, gồng hoa này chuẩn Tết luôn này. Chê trắng nhá. Quay ổ dễ ơi ý. Nhưng mùa này thì các bạn cứ tăng lên, ai mà muốn làm kỳ thì vẫn tưới độ tưới đạm nhiều hơn nhé, còn nó mình cũng phải bổ sung thêm kali, nên với kali nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn nhé. Thì hôm nay thì mình bận lắm nên là mình muốn nói chuyện nhiều lắm nhưng mà mình bận quá, dạ dày mình đi làm rồi, thì mình bây giờ mình sắp sửa đi làm. Mình xin cảm ơn các bạn nhé đã xem video của mình nhé. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy subscribe kênh của mình nhé, để nhấn chuông thông báo nhé, khi nào có video mình đăng hoặc phát trực tuyến thì nó sẽ hiện thông báo lên nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Nhà mình quay livestream tí nhá. Xem có bạn nào ở nhà vào nói chuyện với mình nhé. Đầu tuần lại mình làm ca đêm rồi. Miền Bắc của mình giờ lạnh lắm, Tết đấy. Rồi hôm qua mưa cũng rất là to luôn. Vườn của mình giờ thì cũng hết hoa rồi, còn ít phụ nữ với enro phụ nữ thì đang ra kia, mình để một ít ở kia kìa, cái kỳ bé hôm qua nhá, trời mưa nhá nên mình để ở trong đấy. Trong vườn nhà mình thì hầu như tắt ngọn hết rồi, hình thân này, thân nù này. Bệnh thân nổ hết rồi. Cho bạn xem cái chậu mình nhỉ. Cây trâu của mình đang ra hoa nhá, không biết là có được đến Tết không, tại vì mình mới trồng nên cũng không biết là dòng trâu này nó mình còn một chậu này đang đi ngọn nhá. Đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Một chậu này với một chậu nữa đang đi ngọn rất vạnh. Còn một thân thì thân già mình cắt anh nhá. Đây là thân già này. Thân già mình cắt mình làm ki rồi. Giống này của Tiên Quang bạn nhá. Hàng của Tiên Quang. Đây là lá rất là đẹp nhá, bộ lá rất là đều và xếp. Thân thì thân nụ. Thân nụ lá xếp. Cái này của mình mua vẫn năm nay vẫn chưa tiến triển gì cả, chưa ngồng hoa nhất nhỉ. Kiểu mỡ gà. Đây mình quay cho các bạn xem. Mình vẫn ở đây, ngọn này các bạn nhìn nha. Vẫn đang đi ngọn nha. Vẫn đang đi ngọn.
Đây, mình quay. Đây là tất cả kỳ nhá, mình mới mua năm nay nhá, kỳ nhá. Lạnh rồi. Ngoài miền Bắc mình bây giờ giá rét rồi nhá. Định thắt ngọn hết rồi. Mấy cây cây tím nhá. Tím tím biên tử. Kia. Nhớ. Mình quay đây, mình quay ít hoa, cắm mít hoa nhé bạn nhé. Đấy, mình quay góc này nhìn rất nhiều hoa luôn. Các bạn nào mà chơi thì mua ít vũ nữ về chơi cũng được, mua nhiều loại vũ nữ, nó ra hoa trông nhỏ nhỏ nhưng mà trông rất là đẹp bạn ạ, nổi lắm, nhiều loại lắm, thế nên rất là nhiều nhé và rất dễ trồng nhé. Đây đập rồi mình mới tách ra này. Đây. Tách ra có hoa nhé, nhưng mà mình cắt đi rồi, mình tách ra mấy rộ nhiều lắm. Đây là thiên nga đen, mình mua từ từ 4 5 tháng nay rồi, mua đợt về nó bé xíu nhưng mà giờ nó to. Ngoài Bắc bây giờ đợt này là đang vào đợt không khí lạnh nhé, rất là rét nhé, sáng là rét lắm. Thôi mình quay một tí thôi, nhưng mà chắc là mọi người thứ hai đi làm hết rồi, nên mình xin kết thúc video ở đây nhé, kết thúc video ở đây. Thì Việt Nam đã được vào bán kết rồi bạn nhé. Tuy dẫn trước 2 bàn nhưng mà Việt Nam mình đã chứng tỏ được khả năng của mình nhé, đã gỡ hòa nhé. Nên mình quay, mình sẽ live stream nói chuyện với các bạn. Nếu mà hôm nay mình sẽ bán một vài số chậu nan nhé, mình sẽ quay cho các bạn nhé. Đây này. Mình đây một cây phú thọ của mình nhá. Cây phú thọ này. Cây này nếu mà ai con lấy mình sẽ bỏ hành mặt hoa các bạn nhá. Thì mặt hoa nở chính trụ vườn nhà anh Trường rồi nhá. Nên là mình bảo hành mặt hoa nhá. Chậu này là được 10 sen. Mình sẽ 10 sen nhưng mà mình sẽ không bán nó sen nhé, mình bán theo cái tuy lực của cây này rất là khỏe nha, mầm gốc đã sưng rồi. Cây này mình sẽ bán là 8 triệu, ai mua thì inbox lại cho mình nhé, giá cây này 8 triệu nhé. Và một cái đây 5 cánh trắng Bắc Ninh, cái này mình bán 1,5 triệu nha các bạn nhé. Nếu mà ai lấy thì mình bán cho 1,5 triệu một cái này. Đây. Đã thắt ngọn và rất là mập nhé.
Đây còn chậu ám nữa, ám dòng tiên quang thân thủ nhá. Chậu này mình không bán, sang năm mình bán. Sang năm thì mình làm ki được một chậu thôi. Còn đâu ai mà thích mua ki Minh Vũ này, Minh Vũ 1 nhá, được ki Minh Vũ 1 nhá. Ki này đã thắt ngọn rồi, thân phình rất mập, bộ rễ rất phát triển rất đều. Ki này nếu mà ai mua mình bán cho 3,5 triệu nhá. 3,5 triệu ki này. Bảo hành mặt hoa luôn nhá. Đây còn kia này, kia thân lá hàng tiên quang bạn nhé. Nếu mà ai mà mua kia này trong ngày hôm nay thuần chậu rồi, mình bán cả chậu này là 400.000, 400.000 chỉ có giá ngày hôm nay bạn nhé, giá ngày hôm nay 400.000 kia thân thủ dòng tiên quang này, được tầm bằng 20 sen này nhá, đã sưng hai hai mầm gốc rồi nhá, rất là nực luôn. Dòng thân thủ phi 21 bạn nhá, dòng phi 21 nhá, chỉ có giá ngày hôm nay thôi. Thì hôm nay gọi là Việt Nam được vào bán kết thì mình ấy bán cái giá hữu nghị nhá, gọi là ăn mừng Việt Nam chiến thắng nhá. Đây còn kia này, kia mình phải quay kia Phú Thọ nhá, ai mà có mua thì mình bán với giá 8 triệu nhá, 8 triệu một kia này nhá, rất là lực luôn nhá. Mầm gốc đã sưng ở đây, mình sẽ quay sát cho các bạn. Mầm gốc đã sưng rồi nhá, bảo hành theo mọi yêu cầu của các bạn nhá. Hoa đã nở tại giò mẹ. Ở đây có một hai cây trâu này, nếu mà ai mua mình cũng bán nốt này. Mai mình bán này. Cây đai châu thuần chậu nhé, mình sẽ bán với giá khuyến mại luôn. Cây châu này mình bán combo 3 cây, 3 cây thuần chậu ấy nhá, châu Thái nhá. Còn một cây châu châu rừng mình nhá, đây bản lá rất là to rất dài, cây khỏe và có một ngọc nụ tết tết nhá, chắc chắn sẽ được tết nhá. Thì chậu này mình bán là 500, nếu ai mua thì xin liên hệ ebook cho mình nhá, 500 chậu này nhá, chỉ có giá hôm nay thôi. Cây rất là to, bản lá rất là to. Thôi mình xin kết thúc video đây nhá. Nếu mà có ai mua thì liên hệ với mình nhá. Xin chào các bạn. Mình muốn quay livestream một tí nhá, các bác xem nan nhá. Thì nan mình cũng cắt đi rồi, mình cắt hết là cái giò ám liên quan này, nên mình cũng cắt thân để làm kia rồi nhá bạn nhá.
cắt cắt thân là khi mình còn để lại tầm khoảng gần 10 cm để nuôi mầm gốc nhé, để mầm gốc cho sang năm để lấy chất dinh dưỡng nuôi mầm gốc nhé. Rồi mình cắt nhé. Đây, cây nhà mình thì thắt ngọn hết rồi, hầu như thắt ngọn hết rồi. Đấy. Thì cứ nắng như này trời bắt đầu quấn thì cứ tầm khoảng 8 giờ các bạn tưới nhá, muôn tầm khoảng 8 giờ hơn 8 giờ các bạn tưới là được nhá, là ok nhá. Con nắng này nhá thì tưới ấm nó dễ nên nó sẽ dần dần ấm lên, nó hút các chất dinh dưỡng và nước nhá, chứ các bạn đừng nên tưới sớm, mà tưới sớm lạnh. Nếu mà thời điểm ngoài ở ngoài miền Bắc ấy thì như mà tầm thời điểm rét này ấy, thì nếu mà tưới thích hợp nhất thì tầm khoảng 9 giờ đến 9 rưỡi nhá, thì lúc ấy nắng nó nắng nó to và ấm rồi nhá, thì các đầu rễ nan thì nó sẽ gọi là nở ra riết ấy, thì thời tiết ấy, thì nó hút chất dinh dưỡng được nhá. Chứ tưới lạnh quá như buổi sáng nào nó kém rễ nhá, thì thời tiết vẫn lạnh nhá, rễ nó vẫn lạnh vì qua một đêm ấy, rễ nó một bộ rễ nó lạnh nhá, thì mình tưới lạnh nữa sẽ co cụp, sẽ hỏng mất cái đầu đầu rễ xanh của mình ấy, thì nó sẽ không hút được cái chất dinh dưỡng đâu. Trong vườn nhà mình thì còn có mỗi 2 giò đang vẫn còn đang đua ngọn nhé. Đấy, các bạn nhìn nhá, đấy, vẫn đang đua ngọn nhé, đấy, vẫn đua ngọn đấy, mình quay đấy. Vẫn đang rất là đua ngọn, rất là nực nhá, đấy các bạn nhìn nhá. Đấy, còn đây chờ thì mà cũng sắp sửa là đón Tết Dương lịch rồi, và đón cả Tết âm nữa. Thì hôm nay Tết sẽ sớm hơn đây. Những cành hoa vũ nữ này thì là đấy các bạn nhìn nhá, những cái cành hoa này sẽ đủ sẽ kịp thời gian để mình chơi Tết nhá. Đây, cành hoa này. Cành hoa này thì chắc đến Tết thì tràn tàn mà. Tiếc là cây này thì hiện tại thì chưa đâm được cái ngọc hoa nữa, nó ra rất là nhiều. Bây giờ thì mình chưa thấy một cái ngọc hoa nào phát triển để Tết à. Như mấy cây này thì mình vẫn còn cây thì vẫn còn ngọc hoa chơi Tết nhé. Cái ngọc này thì tàn. Hai ngọc này thì rất ok nhé, ngọc này nữa ok nhé. Thì đến Tết là vừa vừa đẹp nhé bạn nhé. Thì các bạn cứ trồng những cái dòng vũ nữ với hồ điệp ấy, thì là trồng để tự nhiên, thì là như vườn nhà mình mấy bên kia là có mấy ngọc hoa để chơi Tết rồi. Mình đi mình quay cho các bạn xem nhé. Quay bên đây, đây. Bên đây mình cũng treo một ít nhá. Đây các bạn này, đây mình cho xem này. Đấy. Đây là chậu hồ điệp mình nhá. Chậu này thì là đến Tết thì quá đẹp luôn nhá. Nở nhá. Quá ok luôn. Hai vòi hoa. Vòi này thì đến Tết quá chuẩn luôn. Đấy. Còn hai ngọc này thì mình cũng cũng chưa biết có kịp Tết không, vì bây giờ vẫn chưa ra nụ. Thì mình có một chậu ấy. Năm ngoái thì rất là nhiều giò nhá. Hôm nay thì hơi bị kém một tí. Hôm nay cũng phun tầm đấy, hôm nay cũng phun 2 ngày đây. Kệ giỏi để con về tưới. Đây, những cái chậu này dòng Cattleya bạn nhé, rất ok nhé, mầm đang lên nhé. Đấy, rất là ok Cattleya. Thôi thì mình xin quay toàn bộ cảnh một lúc nhé, để mình đi làm đây. Đấy, mình đi làm rồi thì ở nhà thì mẹ mình tưới nhá, không thì các bạn lắp cái hệ thống vòi phun tự động hẹn giờ đấy, lắp một thêm cái hẹn giờ ấy mất thêm có mấy trăm nghìn nữa thôi. Thì các bạn hẹn hẹn giờ tưới, hẹn hẹn giờ tưới và hẹn giờ tắt nhá, cũng rất ok nhá, tiện lợi cho các bạn đi làm nhá. Thì thôi mình xin cảm ơn các bạn nhá, mình kết thúc video đây nhá, mình đi làm đây. Hôm nay đầu tuần nên là
mình chuẩn bị nhà mà nên là mình muốn nai một tí nhá. Đấy các bạn nhìn nhá. Trên thì mình trồng đan, dưới thì mình làm một bể ké rồi nhá. Thả những con cá vàng này trông rất là hay luôn. Đây là bèo, đây là sen nhá. Sen thì mùa này đang bị nụ rồi. Đây trâu của mình đây. Trâu này không biết có kịp Tết không ấy. Mình sợ nở muộn hơn đây. Trâu các bạn nhá. Nó ra một nụ. Ra một nụ thôi. Còn đâu mấy con trâu Thái này chưa ra. Đây là vảy rồng. Cái việc là mình đây đang thắt ngọn rồi, thắt ngọn hết rồi. Đây các bạn nhìn thân nha. Mọi ca là chăm là tưới nước các bạn nhé. Mùa này các bạn vẫn bù ẩm nhé. Nếu mà các bạn không để cho ra hoa, các bạn vẫn tưới nước bình thường nhé. Đấy. Đây là chậu ém tiên quang của mình nhé. Chậu này thì mình cắt ra mình làm kia rồi, cắt ra mình để một để này để một khúc này mình nuôi ấy thôi để sang năm phát triển mầm gốc. Đây là cây phú thọ của mình này các vị nha. Phú thọ nhé. Trong thân thì cháu cũng nem nhem nhưng mà chọn mặt hoa luôn nhá, mặt cắt luôn tại giò mẹ đang hoa nhá. Thì phình thân hết rồi. Đây là cái ém ém khói Bắc Ninh hay thường gọi là năm canh trắng Bắc Ninh vậy nhé. Áo này nào đặt tiếp cho nhiều vô phòi tơ thơm cường kinh kinh gì anh có đến nó mặc đâu, đến toàn cởi ra. Đây các bạn này, nhà mình trong vườn mình có còn hai chậu duy nhất là vẫn đang vươn ngọn luôn nhé. Cái này mình quay cho các bạn này. Vẫn đang đi ngọn nhá, bạn nhìn đi ngọn rất là khỏe luôn này. Đấy thì rất là nực nhá, có vẻ khéo là cây này của mình ấy vượt đông bạn nhá, vượt vượt đông nên một chậu nữa dòng thân thủ dòng thân nụ tiên quang nhá. Đây mình quay cho các bạn xem này. Đấy chậu này khéo cũng vượt đông bạn nhá. Đây hai ngọn này vẫn đang phát triển rất là nực là mạnh này. Đấy. Rất là nực luôn. Chậu này thì cũng có một thân thì mình cắt ra nhá. Đây. Mình cắt ra mình làm ki nhá.
Đấy, thần nhờ các bạn nhìn nha, về chưa, lá vẫn xếp nhá, ngọn nực vẫn đang đi phát triển rất là mạnh nhá. Đây các bạn nhìn nha, con này thì nù giật rồi nhá, béo mập nước nhá, căng tròn đấy nữa, con này nữa. Nó dòng này là dòng phi 21. Phi 21. Đây là con dĩnh, dĩnh. Đây. Đây là kỳ dĩnh. Chăm kỳ này rất là vất vả. Cũng đang ra rễ này bạn ạ. Rễ cây này thì chăm thì mọc gốc sang năm thôi. Những cái kỳ này nhá, bạn mua từ bây giờ nhá, trông như này thôi nhưng mà sang năm nó được bộ rễ khỏe rồi, mà gốc con này nó phát triển rất là mực nhá, nó cũng chỉ được tầm 4 cm thôi, nhưng mà sang năm mầm gốc à, con này nó phát triển rất là mực nhá, vì bộ rễ nó rất là ổn định rồi nhá. Là kỳ sang năm gọi là mầm gốc mà, nhiều người thì gọi là kỳ năm 2, đây là mầm gốc rồi. Thôi đầu tuần thì mình phát một tí nữa nhá. Xin cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Thì trưa nay mình live stream một tí nhá. Xong đám mình mới ở nhà. Thôi giờ mình đi làm bận lắm. Thấy làm suốt rồi. Nay mới có thời gian mình live stream. Mình có thời gian mình nghe nhé. Đây cái ám này, bạn nhìn nha, mập sụ luôn, nhìn đốt tay mình đấy. Mập rất là mập luôn, mập sụ luôn nhá. Đây là cái ám tiên quang bạn nhé. Cây này thì mình cắt thân rồi, thân này mình đã cắt mình làm kỳ nhá, còn mình để được tầm gần chục sen lại để nuôi mầm gốc, để phát triển mầm gốc. Còn đây chậu ám khói Bắc Ninh nhá, các bạn nhìn nhá, thân cũng mập sụ nhá. Nếu mà bạn nào mà mình bảo hành mặt hoa luôn nhá, ám Bắc Ninh, chậu này thì mình bán 1,5 triệu nhá, chắc cũng phải được tầm hơn chục sen rồi, mình không đo chắc cũng được tầm đấy rồi. Thân nó rất là mập luôn, cây ám Bắc Ninh này rất là khỏe bạn nhé, sang năm sau mầm gốc đây là được lắm. Đây đấy các bạn nhìn nhá, để thắt ngọn vào kia rất là mập nhá. Đấy các bạn này, mập sụ luôn. Mình quay một cái giò này, nhà mình vẫn đua ngọn. Các bạn nhìn nha, cây này chắc là vượt đông bạn nhá, vượt đông nhá, vẫn đang đi ngọn bình thường nhá. Đây mình đang ươm mấy chậu đấy ná mít nhá, thấy cây thân thụ đây, V21 hàng tiên quang. Hàng tiên quang nhá, cái này là kỳ năm nhất bạn nhá, kỳ năm nhất được tầm 20 cm, sang năm thì chắc là sẽ rất là to luôn, cây rất là nực. Còn đây là cái ém của gia 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 nai bạn nhé, ém các bạn nhìn nha, sọc kể rất rõ luôn, ém gia nai nhé, mắt xước, mối tuyết.
mà hoa cũng rất là bay, rất là đẹp luôn. Đây là cây mắt trâu đương xanh kỳ năm nhất bạn nhé, kỳ năm nhất cũng thắt ngọn rồi, thân phình đây. Đây là cây Minh Vũ bạn nhé, mình mua cũng lâu lâu rồi, mình mua được đấy đắt. Nó bây giờ thì giá không biết, giờ giá chắc mềm hơn. Đó đấy, mình mua cái này là 3 triệu. 3 triệu kia. Được 4 sen nhá. Mình mua đã thật ngọn này. Nhưng mà rất là nực luôn. Đúng. Khoe các bạn nhé. Hình thân rất nực luôn nhá. Kia mình mua 3 triệu nhá. Đúng. Minh Vũ nhá. Dòng thân thủ lắm. Đây còn con này còn ám, ám vùng Hòa Bình đấy các bạn nhìn nha, sọc kệ ngắn này. Xinh muốt luôn. Đúng. Mới một cái kia nhỏ ấy nữa, cũng là dòng ám nhá. Kia này ơi, sang năm mình nên làm gốc rất nực nhá, vì nó đã có rễ rồi nhá. Đây mắt đã sưng này, mấy mắt đã sưng hết rồi, sang năm mình rất là to. Mùa rét này thì các bạn thì những cái mùa này thì như ngoài miền Bắc ấy, thì cứ ngày bạn tưới nước có thì bạn tưới 2 lần được. Nhưng mùa rét như trời này hôm nay không ăn nắng thì các bạn không nên tưới nữa. Còn nó là bình thường nếu mà nó rét mà hứng nắng ấy, thì ai mà không có thời gian thì cứ tưới tầm tầm 7 giờ sáng, còn nó là chiều thì các bạn tưới tầm khoảng 3 4 giờ chiều nhé. Còn nó nếu mà thời gian tốt nhất để tưới cây ấy, thì các bạn tưới vào tầm khoảng 9 giờ là tốt nhất nhé, vì 9 giờ ánh sáng nó lên rồi nhé, thì ánh nắng nó chiếu vào như cây ấy, thì mình tưới bộ rễ nó lúc này đã ấm rồi thì mình tưới thoải mái nhé, nó hấp thu chất dinh dưỡng rất là tốt luôn, thì các bạn tưới tầm đấy nhé. Đây cũng là cây ém nhá, ém vùng Hòa Bình nhá. Bạn nhìn nhá, to chưa, phình hết thân rồi. Đây mình cho các bạn xem chậu này còn phình nữa đấy, bạn nhìn nhá, thân phình nhá. Đấy, chậu này là ém, ém cổ Văn Giang bạn nhá. Dòng này có 2 loại, một loại thân xanh, một loại thân thân nó màu khác, ngà ngà vàng. Đây cây nhà mình có cây trâu đang ra hoa, đang ra nụ. Nụ của cây trâu biết có kịp Tết không? Đây nụ cây trâu nhá. Lại này là trâu 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 rừng bạn nhé. Bạn lá rất là to luôn. Một cái lá nó tầm 30 cm luôn, hơn một gang tay mình. Đây là chậu kiểu, kiểu các bạn nhìn bộ rễ tầm mà tô tủa luôn nhé, rất là khỏe nhé. Đây rễ kiểu đây. Bạn nhìn dễ chưa, dễ đâm mà nhỉ, tua tủa nhá. Cái này mình tưới bằng GE chuối nhá, chuối ngâm ấy, một chai GE. Đây mình quay cho các bạn, đây mình tưới bằng này GE chuối nhá, thì ở trên trang
của Nguyễn Quốc Tư hay dạy làm gừng với chuối tưới cũng rất rất hiệu quả luôn nhé. Đây nhá, mình làm để ứng đâu nhá, tưới để đâu nhá. Đây mới có, mình có chậu ấy không, rồi rồi mình cầm vào đây. Đây có chậu này mình cầm vào đây nhé, chậu Minh Vũ đấy. Nếu mà ai mà muốn sưu tầm mặt hoa Minh Vũ mà chưa có, mình sưu tầm mình bán lại nhé. Cây này mình lấy của anh Trường nhé, có mặt hoa hoa sổ chính chủ ấy nhé. Cây này thì mình bán với giá cũng bằng cái kia, mình bán 3 triệu nhé, 3 triệu. Cây rất là nực, rất là khỏe nhá các bạn nhìn nhá, thân phình rất là khỏe nhá. Đây một chậu Phú Thọ này, đây chậu Phú Thọ, chậu Phú Thọ này đã sưng hai mầm gốc rồi nhá, được tầm 10 sen nhé, 10 sen. Cảm ơn nhé, mình kết thúc video đây nhé. Thì hôm nay thì mình nên thì là mình có một chậu năm anh trắng Phú Thọ nhé, mình sẽ bán, nếu mà bạn nào có nhu cầu mua mình sẽ bán chậu này, mình sẽ chia sẻ bớt đi nhé, là mình còn có mấy chậu thọ. Chậu này là các bạn xem mình qua mắt đã sưng nhá. Đấy, trong kia nó rất nực nhá. Đấy, mầm rất là nực các bạn nhá. Chậu này sang năm thì là được hai mầm gốc ok rồi nhá. Cả hai mắt đều sưng rồi nhá. Mắt mắt ở dưới này cũng sưng. Mình zoom tối quá. Sưng rất là to nhé. À, mình sẽ bán một chậu một cây này nhá. Đấy, cây Minh Vũ một nhá, mình sẽ bán cây này nhá. Cây này mình bán cây này mình bán 2 triệu ấy. Bán trong ngày hôm nay nhá, ai mua mình sẽ bán đâu cây này. Rất là mập nhá, rụt rịt nhá, đã phình thân nhá. Khi này sang năm nên mầm thì rất là khỏe nhá. Minh Vũ là một dòng đặc sản ở Hải Phòng nhá, thân Minh Vũ nhá. Minh Vũ rất là to nhá, thì một con ám khói cũng phình thân này. Nhà mình vẫn còn một hai chậu nữa vẫn đang đi ngọn nhá. Các bạn nhìn chưa, mình cho để nối này, mầm cây để nối các bạn nhìn này. Rất là đẹp. Đây là cây thân thủ vẫn nhá, P21. Mình sẽ quay lại, chậu Phú Thọ nha các bạn nhé. Ai mua thì xin inbox cho mình nhé. Đấy, chậu Minh Vũ nữa, ai mua thì inbox cho mình. Còn không?
mình có 1 ký Minh Vũ này nữa, mình bán ai mua thì mình bán 3 triệu cái này. Thân rất là khỏe luôn, rất là mập mà luôn. Thân đã phình nhá, rất là khỏe luôn nhá. Minh Vũ là một dòng thân nó mánh trắng, thân rất là to, thân thế rất là phi phạm nhá, rất là đẹp luôn. Vừa chơi thân lá vừa mặt hoa. Quả là một dòng đáng sưu tầm nhé bạn nhé. Minh Vũ. Ừ. Chậu này mình bán 3 triệu nhé. Thì có anh em nào muốn mua thì ebook cho mình nhé. Ừ. Ừ, các bạn nhìn nha, tầm này phi điệp nhà mình vẫn đang đi ngọn nhá, đi ngọn mạnh luôn đấy, các bạn nhìn nha, vẫn đang vươn mọn rất là mạnh. Cái mùa đông như hiện tại như thời điểm này thì các bạn vẫn tới nước được nhá, thì bạn tới vào cái buổi tầm khoảng 9-10 giờ đấy, bạn tới một lần được, tới đẫm ở tầm đấy, chứ còn nó là tầm chiều này thì là nó khô quá thì bạn tưới, còn nó không thì thôi nhá, không 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 nên tưới buổi chiều nhé, thì buổi chiều là nhiệt độ nó xuống các bạn nhé, nhiều ngoài Bắc là nhiệt độ nó xuống mà, thì các bạn mà tưới thì là tưới bộ rễ nó sẽ ướt đẫm và tối nó gặp lạnh xuống xương xuống thì rễ sẽ kém nhá, các đầu rễ sẽ bị chùn họng nhá, các bạn lưu lưu ý nhé. Thôi mình xin kết thúc ở video đây nhá. Nếu mà có ai mua thì xin liên hệ với mình nhá. Xin chào các bạn. Chào các bạn nhá. Hôm nay mình được nghỉ ấy. Nghỉ lễ ấy, thì mình quay tiếp theo một cây đai châu nhà mình nhá. Mình hôm nay trồng mấy cây đai châu Thái nhưng mà hôm nay đều không có hoa. Như dòng rừng này thì nhà mình trồng thì có hoa hết rồi, nhưng mà Thái như này thì chưa không có hoa. Đây các bạn nhìn, hồng hoa này, hồng hoa này là chuẩn Tết đấy bạn, chuẩn Tết đấy. Miền Bắc năm nay là rét nhưng mà đợt này rét thì cũng không lạnh lắm nhá, không rét bằng cái cơn rét đầu mùa bạn nhá. Đây, quay lại bạn cái cây cát nè, bông đỏ rất đẹp luôn. Đây như là cây ám tiên quang mình đã cắt mắt mủ rồi, kỳ năm nhất bạn nhé, được tầm 40 cm mình cắt mắt mủ nhé, mình để lại trừ lại tầm gần 10 cm để nuôi mầm gốc nhé. Đây mới 2 kỳ nữa, kỳ này để nối bạn, cứ để nối này là ok bạn nhé, không lo đâu. Đấy, sang năm thì mầm đây nên rất là lực nữa. Đây là dĩn này, các bạn nhìn nha, để nối này. Đấy, hai mầm rất là mập nhé. Sang năm thì rất là khỏe các bạn nhé. Đấy, quay cho các bạn này. Đấy, quay gần cho các bạn nhé. Cây này sang năm rất nực nhá. Đây nhà mình này, nó đoạn này nó bị đấy, ngọn nó hỏng vì sao mình tưởng nó hỏng ấy, nhưng mà nó lại phi lên rất là khỏe luôn. Đấy, mấy cây này trông nhìn rất là thích mắt luôn. Mình quay cái này, dòng mặt hoa xổ số bạn này. Đấy, mặt hoa xổ số nhá, còn nó nhà mình vẫn còn cái này vẫn đang đi ngọn này. Đấy,
đi ngọn rất là khỏe nhá. Đấy, cây này theo có thể vượt đông thành công bạn ạ, có thể đi ngọn qua mùa đông. Đấy, cái nó cũng mở mở ngọn này, các bạn nhìn mở ngọn rất là to nhé. Ngọn kỳ này, cái dòng này là dòng ám sana nhé. Cái này thì là mặt hoa thì mình mua gọi mặt hoa ám thôi, chứ đúng ra có năm nó nở thất thường, mà có năm thì là ra năm ánh trắng, nhưng mà có năm lại ra ém nhá. Mắt xước cũng rất là đẹp luôn. Đây là cây nguồn này nhá. Nguồn này thì là khi mà trồng lan mình lưu ý này, bạn trồng bằng cái rổ này thì là trồng nụt trồng xuống xuống mức này thì được, còn nếu mà rổ kín như mình thì mấy năm này cái giò như này này, nếu mà bao giờ mình có trồng lại ấy, thì các bạn trồng bằng mặt gốc cây ấy, cao bằng cái mặt cái giá thể nhé, gốc cây cao bằng mặt mặt cái chậu này, thì khi mà gió nó lùa thì nó sẽ lùa qua gốc thì rất là tốt nhé, mầm gốc sẽ không bị sợ thối thế gì đâu. Thì mình trồng trồng chậu này thì bạn trồng thấp thì cũng được, vì trồng này thì ở dưới đây nó có những cái lỗ lỗ này, gió thổi này, các bạn sẽ đeo gốc ra thì mầm gốc nó sẽ không bị hỏng nhé, thông thoáng nhé. Đây cây phú thọ này, đây cái phú phú thọ của mình đây. Đây là kia ám mắt trâu nưng xanh nhé, trông như này thôi nhưng mà sang năm là mầm rất là nực luôn đấy, sang năm mầm mầm gốc lên rất là nực luôn. Chỉ cần một cái kia nhỏ như thế này các bạn nhé, đây là kia Minh Vũ nhà mình nhé, chỉ cần một cái kia nhỏ xíu như này đấy, được tầm 4 cm, nhưng mà sang năm mầm gốc nhá, đi rất là nực luôn, thì bộ rễ đã ấm chậu rồi. Nên trong thời điểm này giá kia nó mềm đấy, thì các bạn mua thì cũng là rất là hợp lý ấy. Nhà vườn mình ở Hải Phòng thì nhà vườn của anh Trường ấy có kênh Nan Phi Điệp Hải Phòng ấy, thì các bạn nếu có mua đợt này anh ấy chia sẻ mắt mủ giá rất là mềm nhá, mắt mủ này, mấy kia này thì có dòng Sumeray, mấy HO này, Thảo Nguyên một này, mấy dòng đặc trưng của nhà anh ấy, rất là nhiều nhá. Thì các bạn có mua thì là liên hệ với anh ấy nhá, các bạn vào Ruby đánh chữ Nam Phi Điệp Hải Phòng là sẽ hiện ra nhá. Đây giống này thì mình cũng lấy nhà anh ấy, lấy nhà anh Trường nhá. Đây trâu đây, mình quay lại cho giỏ trâu để các bạn nhìn này, giỏ trâu này đúng là trâu nhá, nên rất là khỏe nhá các bạn nhá, các bạn nhìn rễ này, đây này rễ này đấy, mình quay chưa rễ đấy, trông nhìn nhá, trông như con rắn luôn. Ngồng hoa, cây hoa của nhà mình năm nay thì mình không đấy ra được một ngồng hoa nhá, hứa hẹn là nở đúng vào dịp Tết nhé bạn nhé. Cây này đai châu rừng nhé, đai châu mình nhìn, các bạn nhìn bản lá này, mình quay cũng rất là phê châu nhé. Đây là đai châu. Quay cho bạn xem mấy chậu vũ nữ nhà mình nhé, vũ nữ thì nở quanh năm luôn,
quanh năm trông rất là phê. Đây là mình trồng, mình cứ do dày mình đi làm nên là cũng không tưới lắm cho nhiều lắm, một tuần mình tưới được một lần thôi. Lá còn bị hỏng nữa. Thối. Tuyền năm canh trắng Vũ Tuấn Anh nhé, trước một thời rất đình đám, nhưng mà dòng trắng tuyền đấy thì bạn giờ chơi thôi, chứ bây giờ là giá rẻ thôi, rẻ như hàng thường, bây giờ rất là rẻ luôn. Bây giờ giá thì chắc là rẻ, tại vì trước mình cái đợt tháng tháng 9 mua cái kia này là 700 một kia nhé, thì lúc ấy mình mua thì về trồng gỗ rễ thì cũng hơi bị kém kém, cây đã thắt ngọn rồi. Mua 2 kg, nếu mà các bạn mua kia thì cái tầm này thì giá hợp lý nhất, mua mắt mụ hoặc mua kia rất là thích hợp này, giá vừa tiền này mà cũng giáp giáp gần sang năm rồi, thì các bạn về chỉ còn 1-2 tháng nữa các bạn trồng thì sẽ nên rất là ok nhá, nên mầm gốc rất là đẹp nhá. Nè, 2 kg này của mình trông bé này thôi, nhưng mà sang năm mầm gốc nên rất là nực các bạn nhá, rất là khỏe luôn đấy. Cây này của mình chắc cũng vượt vượt đông rồi. Đây này, mình cho để nối này, các bạn nhìn nhá. Đây, con chậu này là mình mua dòng sổ số nhá, dòng hàng rừng đấy, kiến rừng đấy, một này nhưng mà có một chậu nhá, nhưng mà nhà dân người ta cầm về nó trồng ấy thì là có trồng, người ta cứ để trồng thập cẩm ấy, thì một cái này mình mua một khóm này mua liền nhá, nhưng mà hai loại mua, loại này thì là loại lá to luôn, bản lá to nó bản, loại này thì lại lá tre, còn sổ số nhá, chưa mặt hoa đâu. Yến ấy, thì con này thì nó bị hỏng hỏng ngọn nhá, mình mua bị gãy ngọn, thì nó để nối thêm mỗi con này, các bạn nhìn nó rất là nực luôn. Mình quay mình xin kết thúc video thôi nhá, chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhá. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào các bạn nhá. Nên kiều ơi, đã ra nụ rồi. Máy ngầu mình kích đã ra hết nụ rồi nhá. À, các bạn nhìn nha. Đấy, nụ nan đấy, nụ đan kiều nhá. Mình kích vào cái thời điểm kích Tết ấy thì là kích trước 45 ngày nhá. 45 ngày nhưng mà đấy là tùy theo từng vùng nhá. Từ thì là bạn tầm khoảng tháng 10, tháng 11, từ mùng 10 đến 15 tháng 11 nhá. Âm lịch ấy thì các bạn kích. Đây mình kích này. Với cành già này. Đấy. Thì bạn kích những cái cành già nhá, chứ không đừng kích những cành tơ của năm nay. Một cây này thì mình kích thử mấy giò, mấy vòi hoa đã ra hết ngầu rồi. Đây, vòi này mình cứ kích này. Đó, vòi hoa này nhá. Đây, vòi này mình kích ra vòi hoa này nhá.
thân nù lá nhựa. Đây. Mình cho các bạn xem cây đa châu của mình nhé. Cây đa châu. Còn mấy cây châu này thì chắc là nhỏ quá. Đây, khi được kỳ năm nhất đây các bạn nhé, kỳ năm nhất này, đây là cây ám mắt châu nâng xanh bạn nhé, đấy, thân rất là to, đã phình thắt ngọn nhé, rất khỏe nhá, dễ, đây nữa, đây là còn dòng này là cây ám ở vùng Hòa Bình bạn nhé, đấy, rất là mập nhá, thân thủ, này thì bây giờ đang nắng thì các bạn tưới nước thì và tầm thời điểm này rất là tốt, rất là đẹp nhá. Đây. Đây là chậu ám khói bắc đi. Hoa cũng rất là đẹp. Đây là cây phú thọ. Đây, mầm đã sưng này, đấy, mầm gốc đã sưng này, hai mầm gốc nhá, cả ở trong này nhé các bạn nhé, mắt trong mình soi dần, mình soi ngược này, mầm gốc, còn đây là chậu tiên quang, chậu thân này thì ở thân tơ nhá, thân được tầm khoảng 40 sen bạn nhé, kỳ năm nhất mà được 40 sen. Dòng tiên quang, dòng ám tiên quang này dòng thân thủ rất phi phàm, rất là to bạn nhé. Đây mình cắt mình làm kỳ rồi, mình để tầm còn tầm khoảng 9-10 sen nhé. Để mình mua một khúc, thế là đấy mình mua là một triệu một khúc. Cây rất là nực luôn, vẫn còn. Đây mình mua, các bạn xem cuống hoa này. Đấy. Vẫn đang mở nhá, thì năm sau mình phun chắc là nó sẽ được thôi, ok. Còn một bông hoa nữa thì sang năm sau mình phun thử nhá, cả ba cái pi này của mình lên ấy đều lên từ cuống hoa hết nhá, lên từ cuống hoa ba đây, pi này nhỏ cũng từ cuống hoa nhá, cái hai cái pi này cũng từ cuống hoa nhá, mọc thêm một cái mầm gốc này nhá, còn nó một cái to này thì không nhá các bạn nhá, làm hoa từ cuống nhá. Đây à, các bạn nhìn nhá, bạn nhìn mình để ngón tay này, tập sụ luôn này. Đấy, thì cây này sang năm lên rất là nực luôn. Rất là nực luôn. Đây này, mình cho các bạn xem này. Rất là mập bầu luôn. Chậu này thì mình ươm cây nhá, mình để thập cẩm nhá. Thập cẩm. Mùa này thì các bạn cứ vẫn tưới nồng độ đạm được. Thì là mấy cây kỳ thân tơ, thân hoa, thân kỳ năm nhất này các bạn cứ tưới đạm, nếu ăn niếc thì thân nó sẽ phình nha, thì sang năm sau thì mầm gốc lên thì chắc là rất là nực luôn, rất là nực luôn, tất cả các kỳ nhà mình giờ là phình thân hết rồi nhá. Đây con này, con ám của Gia Nai nhá, ám của Gia Nai thì là mặt hoa nó thì là có năm ra ra năm cánh trắng, nhưng mà có năm thì nó lại hơi ám nữa, nhưng mà cũng chỉ gọi là ám thôi, thì có năm nó ra ám, mặt hoa nó nở theo năm, nó như dòng gái nhảy cũng thế đấy, thì mỗi năm nó ra một cái mặt hoa khác nhau, nó nhảy điên đĩa. Đây đây các bạn nhìn nào, rất là to luôn, một chậu vẫn đang đi ngọn nhá, cây này của nhà mình nhá, thì năm nay có thể vượt đông thành công nhá, vẫn đang mở ngọn này các bạn nhìn, vẫn đang mở ngọn rất là đẹp luôn, đang mở ngọn. Còn đây là cây này mình mua thì năm đầu rồi, mình mua đợt đầu năm thì cây kích thì quá kém luôn, người ta kích
về thì mình tưởng là chết đấy, nhưng mà anh nhá, đợt đầu năm thì na nó đắt mà bây giờ thì giá nó mềm rồi đấy. Mình mua nhá, thì là này thì chắc là sang năm thì nó nên mầm gốc ra rễ chưa ra rễ bạn nhé. Mình mua từ đợt tháng 5 mà trồng mãi nó chỉ như thế này thôi. Mình mua được 2 cây thì cây kích nên là mình cắt ra rồi. Đúng. Các bạn nhìn rêu màu xanh nha. Ươm kỳ, còn nó là ươm thì là tầm này người ta cắt thì là ra đầu đầu xuân thì bắt ươm. Ra Tết tầm rằm rằm. Tầm tháng giêng các bạn ươm là ok luôn. Để mình mua thì mấy cái dòng này. Đây, con Minh Vũ đặc sản ở Hải Phòng luôn nhé bạn nhé. Minh Vũ nhé. Minh Vũ một thân rất là to nhé. Cây này trông biết thôi. Trông mầm nó chỉ được 4-5 cm này, sang năm sau mầm gấp nếu mà chăm tốt cũng phải được. Kỳ năm 2 rơi tầm khoảng 6-70 cm là chuyện thường nhá. Nhà vườn nó chăm rất lực luôn. Kỳ. Vì là mầm gốc nó ổn định rồi bạn ạ. Thì sang năm nó bộ rễ ở dưới đấy thì sang năm nó phi tốc độ rất là nhanh nhá. Đây nữa, chậu phi nhập nữa. Chậu này mình kích kích qua đầu ngọn đây. Hàng này mặt hoa xổ số bạn nhé. Mặt hoa xổ số nhé. Mặt hoa xổ số. Chưa có. Ok này là mình mua đợt đầu năm thì cũng chưa tin tưởng lắm này. Thì mình cứ trồng thôi. Vì là hầu như tất dòng ém, nhưng mà ém này thì trông thân thì nó không xanh sạch. Ém bật nhem nhuốc nhá. Thì hôm nay mình muốn mình nên giới thiệu cái kích kỳ thôi. Mình kích theo kiểu này. Bằng kích bằng kỳ duy đỏ nhá, bạn nhá. Đây này. Đây vẫn còn nốt mình kích à. Đấy các bạn nhìn nhá. Dưới cuống hoa cách tầm bằng một ni ấy, là mình kích ấy, mình kích trước đợt vừa rồi là mình kích trước 45 ngày nhá. Thì bây giờ đã ra hoa nhá, đã ra vòi hoa nhá. Mình kích tầm khoảng một giò này mình kích tầm khoảng 4 5 cái thân già nhưng mà ra hết nhá. Thì mình mới kích kích thử thôi. Thì ra rất là ok nhá. Sau 45 ngày các bạn chỉ việc khoan một cái lỗ ở dưới đây. Lỗ này, đây mình khoan này. Trong là các bạn khoan các bạn dọ một giọt kia duy đỏ vào trong này nhé để cho thấm nhé. Bạn cách nước tầm khoảng một tuần nhé, không không được tới nước một tuần đấy. Là ok nhé, là mình làm thử lần đầu nhưng mà vòi hoa ra rất là ok nhé. Thì hôm nay mình quay thôi, còn giò kiểu miền Trung này thì giò kiểu này